hắn chỉ cảm thấy cánh tay xương cốt, bởi vì rút ra đao dùng sức quá độ, từng cơn đau nhức, cả người linh khí cũng là tiêu hao kịch liệt. Thật may, bây giờ Diệp Thần, sinh tử huyền quan toàn bộ đả thông, sức chiến đấu vượt xa trước kia, coi như sử dụng nhân hoàng thánh đao, vậy có thể miễn cưỡng chịu đựng giá phải trả, sẽ không giống trước kia như vậy, trực tiếp bị rút sạch rơi vào yếu ớt. Dĩ nhiên, cái này nhân hoàng thánh đao, đều là Diệp Thần lá bài tẩy ở giữa lá bài tẩy, không thể tùy tiện vận dụng, nếu không, tiêu hao kịch liệt, có thể thương tổn võ đạo căn cơ. Không biết lúc nào, luân hồi thiên kiếm cũng có nhân hoàng thánh đao như vậy mũi nhọn. Diệp Thần thu hồi thánh đao, lại nhìn xem luân hồi thiên kiếm, trong lòng suy nghĩ. Hôm nay luân hồi thiên kiếm, mũi nhọn dĩ nhiên không địch lại nhân hoàng thánh đao, nhưng chỉ là bởi vì kiếm hồn sứt mẻ duyên cớ. Nếu như luân hồi thiên kiếm, kiếm hồn gom đủ, bùng nổ mũi nhọn, sẽ không so thời khắc này nhân hoàng thánh đao kém. Hơn nữa, bởi vì luân hồi thiên kiếm, là dùng Diệp Thần kiếp trước thiên đế cốt đúc, cùng luân hồi tức tức tương quan. Theo Diệp Thần trở nên mạnh mẽ, luân hồi thiên kiếm, cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Nhân hoàng thánh đao mũi nhọn, lợi hại hơn nữa cũng có cực hạn. Nhưng luân hồi thiên kiếm, mũi nhọn vô hạn. Diệp Thần càng mạnh, thì kiếm khí càng mạnh. Bên kia Tô Đạo Quang, thấy Diệp Thần chém bể Diệp Lâm Uyên hư ảnh, kinh sợ được quỳ sụp xuống đất, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này không thể nào, ngươi lại có thể đánh bại sư phụ ta. Tô Đạo Quang ngơ ngác nhìn Diệp Thần, sư phụ hắn Diệp Lâm Uyên, ở hắn tâm lý, là thiên thần đồ đằng giống vậy tồn tại. Nhưng hôm nay, cái đồ đằng này, lại bị Diệp Thần chém bể. Thật ra thì, nếu như Diệp Lâm Uyên bản thể hạ xuống, Diệp Thần chưa chắc là địch thủ. Nhưng, chỉ là một đạo hư ảnh mà nói, Diệp Thần hoàn toàn có nắm chắc chém chết. Bất quá đối với Tô Đạo Quang mà nói, hết thảy các thứ này cũng không khác biệt. Dù sao thời khắc này hắn, là hoàn toàn bị thua. Ngươi thua. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Tô Đạo Quang, nhàn nhạt nói. Toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tất cả Phật tử tranh cử người, tất cả dự lễ tân khách, ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vậy một đao mũi nhọn, vậy một đao ác liệt, hoàn toàn để cho tất cả người thuyết phục. Không có ai hoài nghi, nhân hoàng thánh đao đáng sợ, nếu như Diệp Thần có thể hoàn toàn rút ra đao ra khỏi vỏ, chỉ sợ toàn bộ chúng sanh giới, đều phải bị hắn một đao chém chết. Không có bất kỳ lực lượng, có thể ngăn trở vậy một đao khủng bố uy nghiêm. Luân hồi chi chủ, là ngươi thắng. Tô Đạo Quang một tiếng cười thảm, lảo đảo lắc lư đứng dậy. Hắn đường đường thiên huyền cảnh 6 tầng thiên, thua ở Diệp Thần dưới quyền, thậm chí liền hắn sư phụ, vậy hoàn toàn sa sút, hắn đạo tâm, hôm nay đã là bể tan tành. Ảm đạm nụ cười bên trong, Tô Đạo Quang hoành kiếm tự vận, lại là tại chỗ đổ máu chết. A-di-đà Phật, chung quanh lớn chân lý chùa các tăng nhân, rối rít thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, một hồi than thở. Tô gia gia chủ Tô Liệt, còn có rất nhiều Tô gia trưởng lão cửa, cũng là than thở thổn thức. Lại là rung động, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Liền Diệp Lâm Uyên hư ảnh hạ xuống, thậm chí vận dụng thiết huyết bầu trời cấm thuật, cũng không địch lại Diệp Thần. Khảo Hạch Thiền Sư vung tay lên, sai người kéo xuống Tô Đạo Quang thi thể, rồi sau đó chính là cao giọng nói. Ta tuyên bố, ải thứ ba kết thúc. Người thắng, luân hồi chi chủ Diệp Thần. Theo tuyên cáo thanh âm rơi xuống, toàn trường các tân khách, ở ngắn ngủi ngẩn ra sau đó. Chính là cao giọng ủng hộ vỗ tay, không ít người thần sắc hưng phấn, vô cùng kích động. Có thể chính mắt thấy được luân hồi rút ra đao, cuộc đời này cũng không uổng. Diệp đại ca, người thắng. Quy Trần đi tới Diệp Thần bên người, vui vẻ nói. Diệp Thần khẽ mỉm cười, ừ một tiếng, lại nhìn hướng Ma Đế. Ma Đế ngược lại là bình tĩnh, bởi vì hắn biết, Diệp Thần nhất định sẽ thắng, hắn có cái này lòng tin. Giao, giao. Rào. Lúc này, lớn chân lý chùa chỗ sâu, ba đạo cột sáng bắn đi ra, phân biệt bao phủ ở Diệp Thần, Ma Đế, Quy Trần trên thân ba người. Chúc mừng các ngươi, trở thành ta lớn chân lý chùa, mới nhất giới Phật tử. Phật tổ trầm hậu trang nghiêm thanh âm truyền ra. Ma Đế nhưng lui về phía sau một bước, nói cảm ơn Phật tổ che chở, nhưng ta tu ma, không vào Phật đạo. Ý nói, là cự tuyệt Phật tử thân phận, vậy không cần Phật tổ ban phúc. Đám người thấy Ma Đế chọn lựa như vậy, lại là một hồi xôn xao.
Phật tổ ngược lại là không có gì ý kiến, lạnh nhạt nói, thí chủ có thí chủ nói, lão nạp vậy không miễn cưỡng. Dừng một chút, Phật tổ lại nói, luân hồi chi chủ, vào đi, lão nạp biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, lão nạp đều có thể giải đáp. Diệp thần tâm tình kích động, nhìn một cái giả thiên ma đế. Ma đế trong ánh mắt, cũng là hơi có chút kích động, trong cơ thể hắn hồn trùng, rốt cuộc thấy được giải quyết hy vọng. Cảm ơn Phật tổ. Diệp thần chắp tay quả cảm ơn, từng bước một hướng lớn chân lý chùa đi tới. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân liền toát ra một đóa màu vàng kim hoa sen, từng luồng màu vàng kim hà thải, quanh quẩn hắn thân thể, biến ảo thành kim bằng phượng hoàng, kỳ lân long hổ vân. Vân các loại dị tượng. Cuối cùng, ở vô số đạo ánh mắt hâm mộ bên trong, Diệp thần tiến vào lớn chân lý chùa. Khác có Phật môn cao tăng, mang quy trần đi xuống, tiếp nhận Phật môn tẩy rửa. Già thiên ma đế kềm chế tâm tình, ở lớn chân lý chùa bên ngoài chờ. Diệp thần vào được lớn chân lý chùa, ngẩng đầu hội, chỉ gặp chàng phiên phiêu vũ, dáng ngũ sắc ngưng không, bảo xây bay chiếu rọi, bốn bức tường vách đá, chạm chỗ các loại cổ Phật đồ đằng, trên đầu mái vòm, nạm từng hạt tròn đá quý, ánh ngày điện triệt, nguy nga dị thường. Đại điện hai bên, ngồi ngay thẳng một tôn tôn tượng vàng La Hán, cổ xưa Bồ Tát, bình cắm tiên hoa, lò đốt cây đàn hương. Rực rỡ cây huy hoàng, hương vân ải ải, trong không khí nổi lơ lửng từng đạo con bướm vậy kinh văn, Phật môn trang nghiêm bảo tương, toàn bộ hiện ra. Tại đại điện chóp đỉnh nhất, thì ngồi xếp bằng một tôn đồ sộ Phật, cả người kim quang rực rỡ, thế giới quy luật Phật phồng chìm nổi, tự thành vũ trụ hư không, thân thể không biết có nhiều ít vạn trượng cao, nguy nga đến không thể tưởng tượng nổi bước, quanh thân tinh thần vần quanh, nhật nguyệt hỗn loạn, to lớn trang nghiêm, thần thông vô biên. Diệp thần nhìn một cái, liền biết cái này tôn đồ sộ Phật, chính là trong truyền thuyết chân lý Phật tổ. Quả nhiên là thần thông quảng đại, cường hãn đến vô địch bước. Tại hạ Diệp thần, gặp qua Phật tổ. Diệp thần khom người thi lễ, trong đầu nghĩ chân lý Phật tổ, tu vi sẽ không so vũ hoàng cổ đế, kém đi nơi nào. Luân hồi chi chủ, không cần đa lễ, mời ngồi. Phật tổ thanh âm như chuông lớn, chấn động hư không. Diệp thần dưới người, thanh quang hội tụ, hóa ra một cái đài sen. Cảm ơn Phật tổ. Diệp thần ngồi ngay ngắn ở đài sen trên, cùng Phật tổ mặt đối mặt. Phật tổ nói, chúc mừng ngươi, trở thành ta lớn chân lý chùa Phật tử, sau này ngươi ta, là được cùng tìm tòi nghiên cứu chân lý, điều nghiên thế gian vĩnh hằng vô thượng cứu cực bí ẩn. Diệp thần nói, có thể cùng Phật tổ điều nghiên Phật pháp hay lý, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Phật tổ nói, người hôm nay trở thành Phật tử, lão nạp có một kiện lễ vật cho ngươi, mời đem ngươi người đồ sát thánh bôi lấy ra. Diệp thần ngẩn người, theo lời sử dụng người đồ sát thánh bôi. Trước đây vì đối kháng thiên lý, Diệp thần hao hết thánh bôi linh khí, hôm nay người đồ sát thánh bôi, đã ảm đạm tan vỡ, phía trên thật nhiều kẽ hở, mất đi tất cả hào quang. Diệp thần nhưng không biết, Phật tổ kêu hắn cầm ra người đồ sát thánh bôi, ý muốn vì sao là. Suy. Đột nhiên, Diệp thần nhưng thấy Phật tổ bàn tay vung ra, ngón tay chỉ thánh bôi. Từng luồng nóng bỏng máu tươi, từ Phật tổ trên ngón tay dòng nước chảy ra, như thác vải vậy bơm vào đến thánh bôi bên trong đi. Ở Phật tổ máu tươi bồi bổ hạ, Diệp thần người đồ sát thánh bôi, nhanh chóng khôi phục linh khí, tất cả kẽ hở cũng được chữa trị, thậm chí toát ra từng đạo sáng chói Phật quang, khí tượng cực lớn. Trong chớp mắt, nguyên bản ảm đạm người đồ sát thánh bôi thì hoàn toàn khôi phục thần thái, Phật quang màu vàng tách thả ra, Phật quang bên trong hàm chứa sát khí ngập trời, như Phật môn chư tà, kim cương trừng mắt, uy nghiêm dọn ra. Cùng tương đối, Phật tổ thân thể, nhưng là một hồi héo rút không rõ ràng, khí huyết tựa hồ cũng đã tiêu hao hết. Phật tổ, người đây là vì sao là? Diệp thần thất kinh, không nghĩ tới Phật tổ sẽ tiêu hao tự thân khí huyết, là hắn khôi phục thánh bôi. Phật tổ cười nhạt. Nói cho ngươi một chút lễ ra mắt thôi, bất thành kính ý. Diệp thần chấn động, nói cái này, lễ vật này không khỏi quá lớn. Phật tổ thoáng làm một cái hít thở sâu, trên mình lại hiện ra ánh sáng, chỉ là không có mới vừa mênh mông như vậy khoáng đạt. Hắn chậm rãi nói, không sao, tương lai ngươi như lên đỉnh chư thiên chí cao, thậm chí ở không không lúc nào không, thành lập được luân hồi trật tự, lão nạp hôm nay chút hy sinh, cũng sẽ có thiên đại công đức hồi báo. Diệp thần rung động được không nói ra lời, hắn biết,
Phật tổ giúp hắn khôi phục người đồ sát thánh bôi, khí huyết tiêu hao to lớn, hy sinh tuyệt đối sẽ không nhỏ. Phật tổ cười nói, luân hồi chi chủ, người có nghi vấn gì, liền mau sớm hỏi đi, lão nạp muốn giải đáp rõ ràng sau đó, liền đi về nghỉ. Giọng tràn đầy mệt mỏi. Diệp thần trong lòng rét một cái, biết Phật tổ khí huyết hao phí quá lớn, ngay cả nói chuyện cũng mệt mỏi, lập tức cũng không dám nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Phật tổ, người năm đó, có phải hay không thu nuôi qua một đứa bé sơ sinh? Vậy em bé, chính là ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân, là cựu Nhật chi chủ ủy thác cho ngươi. Ta muốn biết hài nhi kia rơi xuống. Phật tổ nga một tiếng, nói, ngươi muốn giải khai giả thiên ma đế hồn chủng sao? Diệp thần vui vẻ nói, chính phải. Trong đầu nghĩ Phật tổ thần thông quảng đại, có lẽ đã sớm dòm ngó hôm nay cơ hội, biết được mình ý đồ. Phật tổ gật đầu một cái, nói, vậy em bé trời xanh trí thiện, đích xác có thể giải khai ma đế thánh tử hồn trùng. Diệp thần liền vội vàng hỏi, Phật tổ, vậy em bé rốt cuộc ở nơi nào? Phật tổ nói, hắn hôm nay đã lớn lên người lớn, liền ở bên ngoài, cùng các ngươi cùng đi cái đó thiếu niên, chính là hắn. Diệp thần sửng sốt một chút, nói quy trần. Phật tổ nói, chính phải. Diệp thần ngạc nhiên, nói, lúc đầu thật là hắn sao? Diệp thần trước đây vậy hoài nghi tới, quy trần chính là cái đó thiện niệm hóa thân, nhưng thiên cơ thấy rõ dưới, vậy không nhận ra được khác thường. Phật tổ nói, lão nạp thi triển thuật pháp, xóa đi trên người hắn thiên cơ dấu vết, cho nên luân hồi chi chủ, người chưa từng nhận ra được, cũng là bình thường. Diệp thần trong lòng chấn động một cái, hắn lúc này suy diễn xem bói thủ đoạn, có thể nói là ngang qua chư thiên, đơn thuần lấy xem bói diễn toán năng lực mà nói, hắn sẽ không so đời này bất kỳ một người nào kém. Nhưng quy trần trên mình nhân quả, Diệp thần lại không có bắt được, đủ thấy Phật tổ che giấu thiên cơ thủ đoạn, quả thực là vô cùng cao minh. Diệp thần sâu hơn sâu cảm nhận được, Phật tổ thần thông rộng lớn. Phật tổ, người tại sao không đem hắn giữ ở bên người? Diệp thần lại có chút nghi ngờ nói. Phật tổ thở dài một cái, nói, năm đó, cựu Nhật chi chủ đem vậy em bé, ủy thác cho lão nạp thời điểm, lão nạp đang cùng thiết ngai vàng, tranh đoạt một kiện pháp bảo, tình thế hết sức hung hiểm, cũng không cách nào chiếu cố vậy em bé, không thể làm gì khác hơn là trước đem hắn phong ấn. Thiết ngai vàng, tranh đoạt thần khí. Diệp thần thất kinh, lại không nghĩ rằng Phật tổ cùng thiết ngai vàng tới giữa, lại còn từng có tranh đấu. Đúng vậy. Lão nạp cùng thiết ngai vàng tranh đoạt pháp bảo, chính là trong truyền thuyết không vô thần khí mảnh vỡ, tội ác thuyền. Phật tổ ánh mắt thản nhiên, thật sâu thở dài, tựa như lại hồi tưởng lại ngày xưa cao ngất hung hiểm năm tháng, bàn tay hắn vung lên, một đoàn đoàn không rõ ràng, quỷ dị, không thể danh trạng, tràn đầy tội ác dơ bẩn hơi thở, chính là cuồng trào ra. Một chiếc quỷ thuyền, từ vậy u tối khí đoàn bên trong, chậm rãi chạy nhanh liền đi ra. Chiếc kia quỷ thuyền vắt ngang ở trong hư không, vô cùng to lớn, bốn phía treo đầy đầu khô lâu, vô lượng ác ma tội nghiệt sát khí, từ thân thuyền trên tràn ra tới, tóe ra quỷ khóc sói tru thanh âm. Tựa như thế gian các loại tội ác, vô số nghiệt chướng, cũng hội tụ ở nơi này chiếc ác ma cự hạm bên trong. Diệp thần thấy vậy cự hạm quỷ thuyền trên, vô số đầu khô lâu, nội tâm từng cơn rung động. Chiếc này quỷ thuyền, lại là không vô thần khí mảnh vỡ, phía trên có không không thời không đặc thù chập chờn. Đây chính là tội ác thuyền sao? Diệp thần rung động nói. Phật tổ nói, không sai. Năm đó lão nạp cùng thiết ngai vàng, tranh đoạt tội ác thuyền, đánh được thay đổi hoàn toàn. Lão nạp tự lo không xong, tự nhiên không cách nào chiếu cố vậy em bé, liền tạm thời đem hắn phong ấn. Diệp thần ngưng mắt nhìn tội kia ác thuyền, nội tâm dâng lên từng cơn tủng sợ hãi cảm giác. Tội kia ác thuyền sát khí, thật là quá nồng đậm, làm người ta sợ hãi. Cũng chỉ có này cùng pháp bảo mới có thể đưa tới Phật tổ cùng thiết ngai vàng, như vậy cấp bậc cao thủ tranh đoạt. Phật tổ nói tiếp, năm đó pháp bảo tranh, vốn là thiết ngai vàng thắng, lão nạp thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Diệp thần nghe đến chỗ này, lại là một hồi chấn động. Lấy Phật tổ vô biên thần thông, lại có thể thiếu chút nữa cũng bị thiết ngai vàng giết chết, có thể gặp thiết ngai vàng cường hãn. Phật tổ nói, thật may, ở giây phút sau cùng, một vị thần bí cụ già xuất hiện, cứu lão nạp một mạng, còn đánh lui thiết ngai vàng, giúp lão nạp cướp được tội ác thuyền. Thiết ngai vàng bị thần bí kia cụ già đánh trọng thương, cuối cùng trốn tới địa ngục giới ngủ say đứng lên,
cho đến ngàn năm trước mới tỉnh lại. Diệp Thần ngạc nhiên nói, thần bí kia cụ già là ai? Lại có thần thông như vậy, có thể đánh bại Thiết Ngai Vàng. Lúc đầu Thiết Ngai Vàng ngủ say, không chỉ là bởi vì không tìm được hắn mong muốn vương, còn bởi vì là hắn bản thân liền bị đả thương, cần phải ngủ say nghỉ ngơi. Diệp Thần rất là tò mò, thần bí kia cụ già rốt cuộc là ai, lại có thể đánh cho bị thương Thiết Ngai Vàng, xem ra tu vi là thông thiên triệt địa vậy mạnh mẽ. Phật Tổ nói, thần bí kia cụ già, tự xưng Diệp Tà Thần, hắn nói hắn đến từ tương lai thời không, là nghịch chuyển thời gian sông dài, xuyên qua thời không, đặc biệt tới cứu lão nạp một mạng. Diệp Thần mơ hồ bắt được cái gì, ra đầu tê dại, lui về phía sau một bước, nói, Diệp Tà Thần, tương lai thời không, nghịch chuyển sông dài. Chẳng lẽ người này chính là năm đó cứu mình tồn tại? Người này và Gia Gia giống, biết hay không Hoa Hạ cái gọi là Gia Gia bất quá là hắn một đạo phân thân. Phân thân đem mình bố trí dẫn nhập, mà vốn thể nghịch chuyển sông dài. Đây là trước mắt duy nhất có thể giải thích. Phật Tổ nhìn thẳng Diệp Thần, nói, không sai. Vậy Diệp Tà Thần nói, hắn một đạo phân thân chính là tương lai luân hồi chi chủ Gia Gia, luân hồi chi chủ đem thành lập chân chính quy tắc trật tự. Hắn còn nói, một cái kêu là Diệp Thần thanh niên, tương lai sẽ muốn cầu cạnh ta. Hắn phân phó lão nạp, tương lai nếu như này người tới thăm, kêu lão nạp không tiếc bất cứ giá nào, đều phải giúp hắn. Luân hồi chi chủ, người tên thật, chính là kêu Diệp Thần chứ. Diệp Tà Thần, ở loại nào đó ý nghĩa trên, và ngươi có rất lớn nhân quả dính. Dẫu sao hắn một đạo phân thân là gia gia của ngươi, hắn cũng là bàn cờ này bên trong trọng yếu một phần chia. Nói xong lời cuối cùng, Phật Tổ thanh âm vang vang có lực, hắn vẫy tay triển khai một màn hình, hình ảnh bên trong, Phật Tổ quỳ xuống một cái thần bí trước mặt lão nhân. Thần bí kia cụ già, gió nghi tuyệt ngạo, giếng cổ không dao động, trầm ổn mà núi cao, hiển nhiên và Diệp Thần trong ấn tượng ra ra khí chất trên có rất lớn khác biệt. Có lẽ trái đất vậy đạo phân thân thực lực, bất quá là bản thể một phần vạn thôi. Diệp Tà Thần ba chữ, hiển nhiên là dùng tên giả. Diệp Thần không biết, là Hà Gia Gia muốn dùng tên giả Diệp Tà Thần. Hắn nhìn hình ảnh bên trong, Gia Gia thân hình, rung động được tột đỉnh, cả người đều run rẩy. Hắn nơi nào nghĩ đến, Gia Gia mình bản thể lớn mạnh như vậy, lại có thể nghịch chuyển thời gian, trở lại quá khứ, đánh cho bị thương Thiết Ngai Vàng, cứu Phật Tổ một mạng, thậm chí còn giúp Phật Tổ, cướp được không vô thần khí mảnh vỡ, tội ác thuyền. Gia Gia của hắn, lại có xuyên qua thời không thủ đoạn. Đơn giản là không tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, phân thân và bản thể vốn cũng không có thể thường ngày mà nói. Phật Tổ nhẹ nhàng phất tay một cái, hình ảnh kia tản đi, hắn trong ánh mắt, mang mê ly cùng thổn thức, nói, luân hồi chi chủ, nếu như không phải là Diệp Tà Thần cứu giúp, lão nạp có thể đã chết, Diệp Tà Thần hôm nay ở nơi nào? Lão nạp cũng muốn lại gặp hắn một chút. Diệp Thần ngơ ngác nói, ta cũng không biết, ta không có gặp qua bản thể. Còn như vậy đạo phân thân, ta đã rất lâu không cùng trong miệng ngươi Diệp Tà Thần phân thân đã gặp mặt. Phật Tổ thở dài nói, đúng rồi, thế giới hiện thật thời không, là ổn định, phát sinh qua sự việc không thể nghịch chuyển, Diệp Tà Thần nhưng lấy cực mạnh lực vượt qua thời không, thay đổi đi qua, này cùng nghịch thiên cử chỉ, tất sẽ mang đến nghiêm trọng cắn trả, hắn có thể núp ở nơi nào đó bế quan đi, hy vọng hắn thân thể không việc gì. Diệp Thần đờ đẫn mà mê mang, trước mắt sự việc. Quá để cho hắn kinh hãi, hắn tâm loạn như ma. Diệp Tà Thần, không biết dùng thủ đoạn gì, lại xuyên qua thời không, cứu hắn kiếp trước, vậy cứu vớt Phật Tổ. Loại thủ đoạn này, hoàn toàn lật đổ Diệp Thần nhận biết. Phật Tổ dừng một chút, ánh mắt liền rơi vào tội kia ác trên thuyền, nói, đáng tiếc, Diệp Tà Thần tuy giúp lão nạp cướp lấy tội ác thuyền, lão nạp nhưng vẫn không cách nào luyện hóa. Tội này ác thuyền, ác nghiệt sát khí quá nặng. Lão nạp không biết hao phí nhiều ít vạn năm thời gian, từ đầu đến cuối không cách nào thu phục. Lão nạp có lòng không cam lòng, chuyện này cũng được ta tâm ma. Cuối cùng ở ngàn năm trước, vậy em bé bị phong ấn quá lâu, sắp chết đi, lão nạp cái này mới tỉnh ngộ, dừng lại luyện hóa tội ác thuyền, đem vậy em bé phong ấn giải khai. Luân hồi chi chủ, nói ra không sợ ngươi chê cười, lão nạp đi qua trong thời gian, một mực say mê luyện hóa tội ác thuyền, quên ăn quên ngủ. Cơm nước không ngon, đều quên hải nhi kia tồn tại. Diệp Thần nhìn vậy sát khí đằng đằng tội ác thuyền, cũng có thể hiểu Phật Tổ chấp niệm. Không vô thần khí, coi như chỉ là mảnh vỡ,
cũng là vô cùng ảo diệu, là người cũng muốn luyện hóa. Phật tổ say mê chìm đắm vào, vậy dễ hiểu. Một điểm này, ngược lại là và địa ngục giới thần vũ trụ Diêm La Đạo Quân, có chút tương tự. Địa ngục giới thần vũ trụ, vì rút ra nhân hoàng thánh đao, cũng là cơm nước không ngon, cả ngày chìm đắm. Phật tổ vì luyện hóa tội ác thuyền, cũng giống như nhau si mê. Phật tổ cười khổ nói, nghe nói ngục giới thần vũ trụ, đã bị đế thích thiên tâm ma khống chế, thật ra thì nếu như, đế thích thiên hạ xuống đến chúng sanh giới, lão nạp cũng chưa chắc có thể kháng nhận định hắn tâm ma câu dẫn. Vô luận là địa ngục giới thần vũ trụ, vẫn là Phật tổ, bọn họ tu vi, đều là thông thiên triệt địa, nếu như chính diện tỉ thí, một chiêu liền có thể giết chết đế thích thiên. Nhưng bọn họ tâm ma quá nặng, dục vọng quá mạnh mẽ. Nếu quả thật mặt đối mặt, bọn họ ở một cái chớp mắt tới giữa, sẽ bị đế thích thiên vuốt tâm ma, cuối cùng phải bị tâm ma của mình giết chết. Phật tổ cuối cùng nói, lão nạp cả ngày tâm ma đau khổ, giải khai hài nhi kia phong ấn sau đó, cũng không tìm nuôi dưỡng, đem hắn ủy thác cho người vùng núi nuôi lớn, chính là hôm nay quy trần. Diệp thần nói, Phật tổ, người hôm nay, còn phải chịu đựng tâm ma đau khổ sao? Phật tổ thân thể khẽ run, ngắm nhìn tội ác thuyền, trong ánh mắt tràn đầy đủ loại phức tạp tâm trạng, cuối cùng hắn lắc lắc đầu nói, chỉ cần tội này ác thuyền, một trời vẫn còn ở lão nạp trong tay, lão nạp tâm ma, liền một ngày chưa trừ diệt. Dừng một chút, Phật tổ vung tay lên, đem tội ác thuyền, đưa đến Diệp thần trước người, nói. Luân hồi chi chủ, pháp bảo này liền đưa cho ngươi đi. Dù sao, đây cũng là Diệp tà thần giúp lão nạp giành được. Hôm nay coi như là vật quy nguyên chủ. Diệp thần nội tâm đại chấn, có thể thấy Phật tổ trong ánh mắt, tràn đầy không cam lòng cùng bỏ không được. Hiển nhiên, Phật tổ vậy bỏ không được buông tha tội ác thuyền. Nhưng, hắn chân thực không luyện hóa được, nếu như tiếp tục u mê đi xuống, tâm ma chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cho nên, hắn quyết định dứt bỏ, đem tội ác thuyền, tặng cho Diệp thần. Đây chính là không không thần khí mảnh vỡ. Không vô thần khí, uy lực không tưởng tượng nổi, ban đầu Vũ Hoàng Cổ Đế, vận dụng truyền thuyết trược, thiếu chút nữa thì cầm Diệp thần và thiên nữ, song song giết chết. Mà tội ác thuyền, và truyền thuyết trược, là cùng một cấp bậc pháp bảo, này cùng thần khí, uy năng kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Chân quý như vậy pháp bảo, Phật tổ dứt bỏ đi ra, hiển nhiên cũng là xuống lớn quyết tâm, muốn buông xuống chấp niệm, kháng cự cám dỗ, miễn được tâm ma bùng nổ. Diệp thần nhìn trước mắt tội ác thuyền, một hồi lộ vẻ xúc động. Rồi sau đó, hắn như có điều suy nghĩ, một bước bước đến trên mũi thuyền. Chiếc này tội ác thuyền, hiện đầy tội nghiệt sát khí, cực kỳ khủng bố. Diệp thần bước đến trên mũi thuyền, liền cảm thấy bốn phương tám hướng, có vô cùng vô tận sát khí, vô cùng vô tận quỷ khóc sói tru, gào thét tới. Nhưng, Diệp thần trên mình, toát ra một cổ khoáng đạt kim quang. Đó là luân hồi thánh hồn thiên ánh sáng. Ở luân hồi thánh hồn thiên dưới bảo vệ, tội ác thuyền sát khí, hoàn toàn không tổn thương được Diệp thần. Thậm chí, ở luân hồi thánh hồn thiên dưới áp chế, vậy các loại tội ác sát khí, cũng là yên lặng đi xuống. Nguyên bản ma quỷ vậy thuyền lớn, dần dần nổi lên kim quang, đổi được thần thánh. Phật tổ thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Đi qua vạn cổ năm tháng, hắn vẫn không có leo lên qua tội ác thuyền. Bởi vì hắn sợ tội ác thuyền sát khí, sẽ ăn mòn Phật tim, đem hắn nghiền diệt. Nhưng hiện tại, Diệp thần nhưng là dễ như trở bàn tay, một bước lên thuyền, thậm chí đem tất cả bạo động sát khí, toàn bộ đè xuống. Giờ khắc này Diệp thần, lộ vẻ được vô cùng to lớn, cao ngất, quang minh, thần thánh, khoáng đạt thật lớn. Phật tổ không kềm hãm được, lại là chảy xuống hai hàng nước mắt, líu díu thở dài nói, luân hồi chi chủ. Quả nhiên là có một không hai chư thiên, lão nạp bội phục. Diệp thần đứng ở tội ác thuyền mũi thuyền, trong lòng cũng là dâng lên muôn vàn hào khí, một tràng sướng trong lòng. Luân hồi thánh hồn thiên bổ toàn sau đó, hắn là chân chính làm được chư tà không vào, vạn ác bất xâm, liền Phật tổ đều phải kiêng kỵ tội ác thuyền, hắn dễ dàng liền chế trụ. Chấp trường tội ác thuyền, Diệp thần cũng nhiều một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy. Phật tổ nói tiếp. Lão nạp ở tội ác trên thuyền, bố trí một cái trận hồi chủ, người kêu giả thiên ma đế leo lên thuyền đi, lợi dụng tội ác thuyền sát khí, có thể để cho hắn hồn chủng hoàn toàn bùng nổ. Diệp thần hơi kinh hãi, nhìn xem phía trước, quả nhiên ở tội ác thuyền trên bong,
thấy được một cái trận pháp. Trận pháp kia đang đứng ở tội ác thuyền hạch tâm, một khi khởi động, có thể đem tất cả sát khí, cũng họp lại. Diệp Thần nói, nếu như ma đế hồn chủng hoàn toàn bùng nổ, hắn chẳng phải là muốn bị ma tổ vô thiên đoạt xác. Phật tổ nói, tội này ác thuyền sát khí rất nặng, để cho hắn hồn chủng bùng nổ sau đó, có thể để cho vậy hồn chủng nổ, từ đó tiêu diệt hồn chủng. Diệp Thần nhướng mày một cái, biện pháp này, nghe liền nguy hiểm, hồn chủng nổ, sẽ không làm thương tổn đến ma đế. Phật tổ gật đầu một cái, nói, ma đế thánh tử cùng hồn chủng liên lụy cực sâu, nếu như hồn chủng nổ, hắn đạo tâm đích xác cũng có hủy diệt nguy hiểm. Nhưng, chỉ cần kêu Quy Trần bảo vệ ở hắn bên người, là được bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Quy Trần là thiện niệm hóa thân, hắn đại biểu trí thiện, hắn hơi thở, có thể bảo vệ ma đế, để cho hắn không chịu hồn chủng nổ cắn trả. Diệp Thần như cũ cảm thấy nguy hiểm, nói, phương pháp này thật là hung hiểm, Phật Tổ, người có còn hay không những biện pháp khác? Phật Tổ nói, những biện pháp khác mà, cũng có, nhưng cần phải chuẩn bị nghi thức đạo cụ, thực ra quá nhiều, hôm nay ngươi hạ xuống chúng sanh giới, nhất định đưa tới vô số ánh mắt chú ý, muốn an ổn cử hành nghi thức, căn bản không có thể. Không nói cái khác, chỉ là Diệp Lâm Uyên, liền không thể nào để cho ngươi mọi chuyện như ý. Chỉ có giải quyết dứt khoát, lấy nhanh như chấp thế, mới khá giải quyết khốn cục trước mắt. Diệp Thần khẽ cắn răng, trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng gật đầu nói, được, Phật Tổ, vậy thì y theo ý ngươi. Phật Tổ khẽ vuốt cằm, nói, vậy lão nạp liền tuyên ma đế cùng Quy Trần tới đây. Lập tức, Phật Tổ phát ra pháp dụ, tuyên cho đòi ma đế cùng Quy Trần. Rất nhanh, ma đế và Quy Trần, cũng đi tới trên đại điện. Bái kiến Phật Tổ. Quy Trần thấy Phật Tổ hình dáng, rất là hưng phấn cùng cao hứng, quỳ xuống tham bái. Ma đế vậy khom người thi lễ, đứng ở Diệp Thần bên người, khá có chút hiếu kỳ nhìn tội ác thuyền. Lúc này, Diệp Thần đã từ tội ác trên thuyền xuống, hướng ma đế truyền âm, nói đơn giản trà búc minh tiền chuyện, ma đế kinh hãi. Phật Tổ khẽ mỉm cười, tiếng như chuông lớn vậy, hướng ma đế nói, ma đế, người hồn chủng sâu thực, hôm nay ta có một pháp, có thể để cho ngươi giải trừ hồn trùng. Ngươi leo lên chiếc này tội ác thuyền, lấy tội ác trận pháp, nổ hồn trùng, là được khôi phục tự do. Phương pháp này cực kỳ hung hiểm, hồn trùng nổ, có thể cắn trả ngươi đạo tâm. Dừng một chút, Phật Tổ lại hướng Quy Trần nói. Quy Trần, ngươi thay hắn hộ pháp. Quy Trần sửng sốt một chút, nói cái gì hộ pháp, ta không hiểu. Hắn tu vi, khá hơi yếu nhỏ. Liền võ đạo gông xiềng cũng còn không chặt đứt, rất nhiều chuyện cũng không biết. Lần này trở thành lớn chân lý chùa Phật tử, hắn đang muốn khắc khổ tu luyện, điều nghiên chân lý Phật Pháp, nào nghĩ tới tu luyện còn chưa bắt đầu, Phật Tổ thì có nhiệm vụ ủy thác xuống. Phật Tổ cười nói, thế gian khó khăn được hồ đồ, người cái gì không hiểu, hồ đồ ngây thơ, chính là trẻ sơ sinh chi tâm, người không cần phải làm gì, chỉ phải đứng ở ma đế bên người là được. Quy Trần nói, chỉ phải đứng ở hắn bên người là được sao? Lại ngẩng đầu nhìn xem tội kia ác thuyền, thấy đeo đầy thân thuyền đầu khô lâu, hắn nội tâm một hồi tủng sợ hãi, nói, Phật Tổ, người muốn chúng ta cũng leo lên thuyền sao? Chiếc thuyền này tràn đầy dơ bẩn, rất là tà khí, thật giống như không quá sạch sẽ dáng vẻ. Phật Tổ nói, đích xác không quá sạch sẽ, nhưng người Phật tim tinh khiết, bất kỳ dơ bẩn đều không cách nào tổn thương ngươi. Quy Trần hoảng hốt vội nói, Phật Tổ quá khen rồi, ta thiên tư ngu đột, trong miếu kinh thư, ta đều có rất nhiều chỗ không hiểu. Phật Tổ nói, kinh Phật diệu pháp, chân lý bí ẩn, sau này lại điều nghiên cũng không muộn, người hôm nay cùng ma đế lên thuyền, trước giải quyết trong cơ thể hắn hồn chủng nói sau, đây là một kiện thiên đại công đức. Quy Trần nói, hắn tâm lý có rất nhiều chỗ không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt nhìn về ma đế. Ma đế cau mày. Lợi dụng tội ác thuyền sát khí, nổ hồn trùng, cái này nghe thật quá nguy hiểm, hắn liếc mắt nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần nói, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng đáng thử một lần. Ma đế gật đầu, nếu Diệp Thần đều nói như vậy, hắn vậy nguyện mạo hiểm thử một lần. Lập tức, ma đế liền bước lên tội ác thuyền, Quy Trần do dự một tí, vậy đi theo lên thuyền. Ma đế bước lên sau khi lên thuyền, liền cảm thấy chung quanh vô biên vô tận sát khí, hô trào tới. Hắn nhất thời có chút cảm giác hít thở không thông, trong cơ thể hồn trùng, ở đó các loại tội ác sát khí dưới ảnh hưởng, cũng là dục dịch.
hắn quay đầu nhìn xem Quy Trần, nhưng gặp Quy Trần hơi thở như cũ, không có nửa điểm cản trở hình dáng. Tội ác thuyền kinh khủng sát khí, lại có thể không thể ảnh hưởng Quy Trần chút nào. Tên này, quả nhiên là hết sức chân thành chi tâm, chữ ác không vào. Ma đế nội tâm một hồi rung động. Diệp thần và Phật tổ thấy vậy, cũng là lộ vẻ xúc động. Quy Trần không hổ là ma tổ vô thiên thiện niệm hóa thân, trời xanh trí thiện, không có một chút tàn niệm cùng tâm ma, cho nên tội ác thuyền sát khí, cũng không thể ăn mòn hắn nửa điểm. Diệp thần trong lòng thoáng chấn định, có Quy Trần bảo vệ, ma đế có lẽ thật có thể nổ hồn chủng mà không tổn thương. Quy Trần, làm phiền ngươi thay ta hộ pháp. Ma đế nói một tiếng, liền đi tới tội kia ác trên trận pháp, ngồi xếp bằng xuống. Ta sẽ hết sức. Quy Trần canh giữ ở trận pháp bên cạnh, cũng không biết như hà hộ pháp, liền móc ra một chùm Phật Châu, một tay vân về Phật Châu, một tay đơn trưởng giơ lên, yên lặng tụng niệm kinh văn. Ma đế ngồi ở trên trận pháp, ông một tiếng, trận pháp khởi động. Trong thoáng chốc, toàn bộ tội ác thuyền, vô biên vô cùng sát khí, hô hô cổn động, đeo đầy thân thuyền khô lâu màu trắng đầu, thật giống như đều sống lại, rắc rắc sát vang dội, phát ra quỷ dị không chẳng, quỷ khóc sói chu khủng bố thanh âm. Trong phút chốc, vậy các loại u ám tà ác sát khí, hóa thành ác ma, tu la, cự yêu, khô lâu, con rơi vân. Vân quái vật, từ bốn phương tám hướng hướng ma đế vào tới. Ma đế cắn chặt hàm răng, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích. Quy Trần lại có điểm tâm hoảng, kêu lên, ma đế các hạ, người không có sao chứ. Phật tổ nói, Quy Trần, người đứng yên đừng nhúc nhích, chỉ nhắm mắt tụng kinh, an tâm niệm Phật là được. Quy Trần nói, Lập tức hắn cũng không để ý bên ngoài mãnh liệt sát khí, chỉ là nhắm mắt niệm kinh. Vậy rất nhiều tội ác yêu dị sát khí quỷ voi, cũng không có làm tổn thương hắn, mà là một cổ não hướng trận pháp vào tới. Ma đế ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trong, chỉ cảm thấy vô số sát khí, điên cuồng đánh vào, bên tai tất cả đều là gào thét chói tai tiếng kêu. Tim hắn đập bịch bịch, rất nhanh, liền cảm thấy trong cơ thể hồn trùng, hoàn toàn sinh động, mình ý thức dần dần mơ hồ. Diệp thần và Phật tổ, đều là khẩn trương xem chừng. Bọn họ liền thấy, ở ma đế trên mình, dần dần toát ra từng luồng hắc khí kia kịch liệt sôi trào, có thể thấy rõ, hắc khí bên trong, có một hạt giống. Đó chính là ma tổ vô thiên, thực ở ma đế trong cơ thể hồn trùng. Giờ khắc này, tội ác thuyền vô số sát khí, đều điên cuồng bơm vào đến viên kia hồn trùng bên trong đi. Hồn trùng không ngừng bành trướng, lại là có nổ dấu hiệu. Ma đế cùng hồn trùng khí cơ tương liên, hồn trùng sắp nổ, hắn ngũ quan vậy nhăn nhó, lộ ra cực kỳ khó chịu thần sắc, khóe miệng rịn ra máu tươi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Quy Trần chỉ lo nhắm mắt niệm kinh, hắn cảm thấy chung quanh sát khí gào thét, có vật gì đáng sợ đang nổi lên, nhưng hắn tuân theo Phật tổ dạy bảo, cũng không dám mở mắt, chỉ là tụng kinh niệm Phật. Diệp thần khẩn trương tới cực điểm, rất sợ hồn trùng nổ, sẽ liên lụy ma đế, đưa đến người sau bỏ mình. Ngay tại lúc này, viên kia hồn trùng chỗ sâu, truyền ra thiên cổ gõ vậy chấn động tiếng, rồi sau đó là một hồi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, chân lý Phật, các ngươi muốn dụ bạo ta hồn trùng sao? Tiếng cười kia liều lĩnh mà điên, hồn trùng ma khí bành trướng, lượn lờ dâng lên, ô nhiễm liền lớn chân lý chùa mái vòm. Bên trong đại điện, rất nhiều Phật gia thanh liên, bảo thụ, nghi cái, vậy toàn bộ gặp phải ma khí ô nhiễm, đổi được tối om om. Mới vừa vẫn là Phật khí khoáng đạt đại điện, lúc này đã đổi được ma khí dày đặc. Ở lăn lăn ma khí bên trong, ma tổ vô thiên bóng người, hiện ra. Hồn trùng trình độ cao nhất bùng nổ, kịch liệt phát tác, thậm chí sắp nổ, liền trực tiếp để cho ma tổ vô thiên hạ xuống. Thời khắc này ma tổ vô thiên, không có trước kia nửa điểm trầm ổn cùng tao nhã, chỉ có điên cuồng, gần như cố chấp cuồng nhiệt, si điên, vặn vẹo. Nếu như hồn trùng nổ, hắn đoạt xác kế hoạch, thì phải hoàn toàn thất bại. Luân hồi chi chủ, lần đánh cuộc này, các người rõ ràng đã thua, sắp chết vùng vẫy, thì có ích lợi gì? Ma tổ vô thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay cách không vung ra, như phúc thiên che trời, vô cùng hung mãnh chấn áp hướng Diệp thần. Một trường này uy thế, lại đạt tới vô lượng cảnh 9 tầng trời. Hồn trùng bùng nổ dưới, ma tổ vô thiên mượn ma đế thân thể, uy năng là nghịch thiên vậy mạnh mẽ. Diệp thần con người co rúc lại,
nhất thời cảm thấy vô biên vô tận nguy hiểm cùng ý định giết người. Ma tổ vô thiên, ở lão nạp địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi làm loạn. Phật tổ nặng quát một tiếng, bàn tay đánh ra, màu vàng kim bàn tay nổ lên vạn nặng Phật quang, thậm chí hội tụ toàn bộ lớn chân lý chùa khí vật, hung hăng hướng ma tổ vô thiên bàn tay đánh tới. Lớn chân lý chùa rất nhiều Bồ Tát, La Hán, Cao Tăng, Thánh Thú, cảm nhận được Phật tổ ý niệm, rối rít cầu nguyện tụng niệm, đem tự thân pháp lực, vậy cung phụng đi ra, chống đỡ Phật tổ. Phịch! Phật tổ cùng ma tổ vô thiên hai người bàn tay, hung hăng va chạm, nhất thời nghiền phá hàng tỷ nặng hư không, thiên địa đại lộ tựa như cũng băng diệt, trong đại điện các loại bảo thuật đài sen, kinh tràng Phật xây, ở trong nháy mắt bị phá hủy. Oanh! Một cổ hung mãnh khí lưu, thậm chí giải khai cửa, hướng ngoại giới bạo dũng ra. Phật quang cùng ma khí hỗn hợp đợt sóng, ở chân lý thánh địa lãnh thổ trên, lăn lăn nổ tung, kinh được vô số Phật môn đệ tử, sợ hãi không chạng. Cái này một tí đụng nhau, Phật tổ dựa vào lớn chân lý chùa khí vận, thoáng thắng được ma tổ vô thiên một nước. Ma tổ vô thiên gương mặt một hồi vặn vẹo, sau lui ra, ánh mắt tức giận, nói chân lý Phật, chí cao ý chí mệnh ngươi mai táng luân hồi, ngươi nhưng bảo vệ thằng nhóc này, thật không sợ chí cao ý chí trách phạt sao? Phật tổ nói, căn bản không tồn tại cái gì chí cao ý chí, chỉ có luân hồi, mới là chí cao. Ma tổ vô thiên cười lạnh một tiếng, nói, phải không? Dừng một chút, hắn giang hai cánh tay, hướng mái vòm ngâm sướng, chí cao ý chí à, thư của ngươi đổ phản bội ngươi, rơi xuống ngươi tức giận, rửa sạch cái này tội nghiệt thế giới đi. Cái này tiếng ngâm sướng, khoáng đạt hạo xa, xa xa truyền đạt ra ngoài. Ma tổ vô thiên lại có thể định triệu hoán chí cao ý chí hạ xuống. Diệp thần và Phật tổ, nghe được hắn triệu hoán thanh âm, đều là thật sâu chấn động chỉ. Mau ngăn cản hắn. Phật tổ trước đó chưa từng có ngưng trọng, cuồng liệt một chưởng đánh ra. Diệp thần cũng là rút ra nhân hoàng thánh đao, lau một cái huy hoàng sáng chói đao mang, hướng ma tổ vô thiên cổ chém tới. Hu hu hu. Nhưng vào lúc này, một cổ quỷ dị không trạng, khủng bố khó lường. Không cách nào tưởng tượng đáng sợ ý chí, ở trong hư không chấn động. Vô luận là Phật tổ trưởng thế, vẫn là Diệp thần đao mang, ở cổ ý chí này bao phủ hạ, đều là hoàn toàn vỡ vụn. Ung ung, bầu trời bên ngoài, truyền đến mưa gió sắp tới, sấm sét vang khắp thanh âm. Ở giữa thiên địa, nổi lên gió lớn. Kinh khủng gió lốc, xen lẫn sấm sét, giống như ngày tận thế hạ xuống, tứ ngược chúng sanh dưới mặt đất. Mảnh thế giới này núi cao rừng rậm, thành trì lâu vũ, gặp phải vậy gió lớn sấm sét cuộn sạch, nhất thời được nghiêm trọng phá hoại. Ở lăn lăn phong lôi bên trong, bầu trời đổi được hắc ám. Vô biên vô tận hắc ám bầu trời trên, không thể danh trạng khí tức quỷ dị đang lan tràn, loáng thoáng có cổ quái xúc tu, ở tầng mây gian loạn vũ, lại có tất cả loại nhọn kêu gào, gào thét, không ngừng ở bão gió bên trong vọng về. Cuối cùng, trên bầu trời nổi lên một gương mặt người. Đó là một tấm người thế nào mặt? Trắng bệch, không rõ ràng, phủ đầy thi ban, đôi mắt trống rỗng, tử khí trầm trầm. Cái này gương mặt người một hiện lên, giữa trời đất cũng hiện đầy thi thúi. Người nọ mặt trống rỗng động ánh mắt, đần độn quét nhìn phía dưới thế giới. Rồi sau đó, phía dưới thế giới đồ, liền bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Chỉ cần là thế giới hiện thật tồn tại đồ, vô luận là dãy núi, rừng rậm, con sông, vẫn là thành phố, miếu thờ, nhà, thậm chí là chim thú vật, loài người sinh linh vân. Vân, chỉ cần một lần đến ánh mắt kia quét nhìn, liền bắt đầu sụp đổ, thế giới quy luật cũng ở đây thất thủ. Đã từng Phật quang lan tràn, hạo nhiên muôn vàn chúng sanh giới, theo gương mặt người chết kia xuất hiện, bắt đầu sụp đổ than xúc, đi về phía hủy diệt. Sơn hà ở thất thủ, thế giới ở sụp đổ, vô số lỗ xoáy đen xuất hiện, cuộn sạch hết thảy. Chiếm đoạt hết thảy, vô số sinh linh tiếng kêu thảm vang lên. Liền liền chân lý thánh địa, cũng gặp phải đánh vào, các loại cổ Phật tế đàn hủy diệt, lớn chân lý chùa cũng giống xếp gỗ vậy phá hủy. Diệp thần, Phật tổ, ma tổ vô thiên, quy trần các người, cũng lộ ra ngoài, có thể rõ ràng thấy trên bầu trời treo người chết mặt. Phật tổ nhìn vậy người chết mặt, cả người cũng run rẩy, thật giống như thấy được thế gian vật đáng sợ nhất. Diệp thần cũng là chấn động tùng. Từ vậy người chết mặt bên trên, bắt được không thuộc về cái thế giới này, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cổ lực lượng này là cường hãn như vậy đáng sợ, chỉ là một ánh mắt,
liền có thể làm cho cả chúng sanh giới, cũng hoàn toàn đi về phía hủy diệt. Đây chính là chí cao ý chí sao? Diệp Thần sợ hãi, mặc dù hắn đại khái có thể xác định, không không lúc nào không cũng không tồn tại cái gọi là ý chí, nhưng cái này gương mặt người chết xuất hiện, vẫn là mang cho hắn to lớn áp lực. Thiên Cơ thấy rõ dưới, hắn ngay tức thì liền rõ ràng, cái này gương mặt người chết, chính là vậy tự xưng là chí cao ý chí tồn tại, luân hồi sáu giới phía sau màn người sáng lập. Thậm chí, Diệp Thần từ vậy người chết mặt bên trên, còn bắt được võ tổ nhân quả. Muốn đến võ tổ bị nhốt, cũng cùng cái này người chết mặt có liên quan. Ha ha ha, chân lý Phật, chí cao ý chí hạ xuống, ngươi ngày rỗ. Ta xem ngươi còn như thế nào ngăn trở ta. Ma tổ vô thiên cuồng như vậy cười to, giống như bị điên, bàn tay lần nữa giết ra, hung hăng hướng Diệp Thần vỗ tới. Chỉ cần đánh chết Diệp Thần, tội ác thuyền liền sẽ rơi xuống, hắn hồn trùng, sẽ không lại có nổ nguy hiểm. Diệp Thần thấy ma tổ vô thiên bàn tay giết tới, nhất thời cảm thấy động trời áp lực. Phật tổ muốn giúp Diệp Thần, nhưng ở chí cao ý chí bao phủ hạ, hắn cả người khí cơ ngưng động chất, liền tự vệ cũng khó khăn, căn bản không có thể sẽ ra tay bảo vệ Diệp Thần. Đáng chết! Diệp Thần khẽ cắn răng, lấy hắn thực lực trước mắt, dĩ nhiên không thể nào chống lại ma tổ vô thiên. Diệp Thần cấp tốc lui về phía sau, né tránh ma tổ vô thiên đánh giết. Ma tổ vô thiên bàn tay nghiền phá hư không, như phụ cốt thư vậy tiếp tục đuổi giết. Diệp Thần tình cảnh, nhất thời hung hiểm vô cùng. Ha ha ha, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Ma tổ vô thiên như phát như điên vậy cười to, một trưởng bạo giết hướng Diệp Thần đầu. Xem ra, ta vẫn là phải ra tay, vô thiên, muốn giết ta nhìn chúng người, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mau chóng lại vào lúc này, trong hư không một giọng già nua vang lên. Chỉ gặp một cái thần bí cụ già, đạp phá hư không, hạ xuống, nhẹ nhàng vung ra một trường, lại là dễ dàng, liền đem ma tổ vô thiên bàn tay đánh lui. Ma tổ vô thiên kinh hoàng lui về phía sau, chỉ cảm thấy thần bí kia cụ già, thần thông cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi bước, đã vượt ra khỏi thế giới hiện thật phạm vi. Đây tuyệt đối là chứng đạo không không siêu cấp cường giả. Là Hồng Quân lão tổ, võ tổ, kiêm gia tiên tử loại cấp bậc này cổ thánh hiền. Ngươi là Diệp Tà Thần. Ma tổ vô thiên sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm thần bí kia cụ già. Diệp Thần nhìn thần bí kia thân ảnh của lão nhân, vậy cảm thấy vô cùng quen thuộc, nội tâm hỗn loạn. Thần bí cụ già quay đầu, hướng về phía Diệp Thần lộ ra một cái hiền hòa nụ cười hòa ái, nói, đứa nhỏ, đã lâu không gặp. Ta cũng không cách nào xác định, đem ngươi cuốn vào bàn cờ này là thật là xấu xa. Lá tà, ra ra, ngươi. Ngươi đã chứng đạo không không? Diệp Thần cảm thấy Diệp Tà Thần hơi thở, cường đại đến không thể hình dung bước, kinh thiên vĩ địa, xuyên qua vạn cổ, đó là siêu thoát thực tế khủng bố cảnh giới. Diệp Tà Thần cười nói, coi là vậy đi, thật ra thì ta đã chết, cuối cùng ngươi ở không không thế giới, đem ta sống lại, ta là từ tương lai thời không bên trong, trở về giúp ngươi. Diệp Thần ngạc nhiên, không rõ cho nên, nói cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Tà Thần nói, ngươi ở thế giới hiện thật, cuối cùng muốn cùng Vũ Hoàng Cổ Đế quyết chiến. Ở vậy cuối cùng quyết chiến bên trong, ta chết trận. Sau đó, ngươi chứng đạo không không, chấp trưởng luân hồi trung cực, đem ta sống lại. Bây giờ ta, thật ra thì không phải bây giờ ta, mà là tương lai ta chưa bao giờ tới, khoác cứu ngươi tánh mạng. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, đại khái nghe rõ ràng, cả người phát run, nói, ra ra. Cho nên ngươi là từ tương lai trở về. Diệp Tà Thần mỉm cười nói, không sai, ở hiện ở nơi này thời gian tuyến, ta vẫn không đánh thắng ma tổ vô thiên, vậy không đánh lại chí cao ý chí, nhưng tương lai ta, vậy là đủ rồi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tà Thần trong tròng mắt, lộ ra mũi nhọn ý định giết người. Hắn khều một cái tay, Diệp Thần trong cơ thể nhân hoàng thánh đao, liền bay đến ở trên tay hắn. Keng! Diệp Tà Thần rút ra thánh đao, lau một cái mênh mông như trời sông, kim quang vạn trượng ánh đao, nghịch sông lên trời, suy rồi một tiếng, liền đem treo ở trên trời người chết mặt, hoàn toàn chém bể. Đầy trời phong lôi cùng khí tức uy nghiêm, toàn bộ bị chém chết đi xuống. Lăn lăn ánh đao, vạn cổ không tiêu tan, chiếu sáng ngàn vạn dặm, sáng đẹp nguy nga. Diệp Thần hoàn toàn sợ ngây người, giờ khắc này, Diệp Tà Thần là hoàn chỉnh rút ra thân đao. Cũng không phải là một nhỏ đoạn.
mà là cả cây Nhân Hoàng Thánh Đao, đều bị Diệp Tà Thần rút ra. Nguyên vẹn trạng thái Nhân Hoàng Thánh Đao, mũi nhọn đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, lại có thể một đao chém lui Chí Cao Ý Chí. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì, Chí Cao Ý Chí hạ xuống thế giới hiện thật, bị quy tắc rất nhiều hạn chế, cũng không có thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng một đao đem chém lui, cái này kinh thiên vĩ đất đáng sợ thần uy, vậy hoàn toàn để cho Diệp Thần rung động. Đây chính là chứng đạo không không cường hãn sao. Diệp Thần nhìn Diệp Tà Thần bóng người, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Tà Thần cười một tiếng, đem đao thu hồi sau bên trong, lần nữa đưa cho Diệp Thần, nói tương lai ngươi, so bây giờ ta mạnh hơn hàng tỷ lần. Bất quá, tương lai thời gian tuyến, thiên thiên vạn vạn cái, ngươi có thể quật khởi thời gian tuyến, trong một vạn không có một, quá gian nan. Ta không thể lưu lại quá lâu, cũng không thể nhiễu loạn quá nhiều, nếu không thời gian tuyến thay đổi, sẽ có không thể dự đoán hậu quả đáng sợ. Ta ở tương lai chờ ngươi, gặp lại sau. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tà Thần thổn thức than thở một tiếng, hơi có chút không thôi nhìn Diệp Thần. Cuối cùng, hắn mở ra thời gian sông dài, thân thể chớp mắt, nhảy trở lại tương lai trong thế giới đi. Từ vậy thời gian sông dài bên trong, Diệp Thần một cái nhìn thoáng qua, thấy được tương lai mình, lên đỉnh chí cao, chấp trưởng chư thiên, thậm chí ở không không lúc nào không bên trong, cũng thành lập được trật tự quy luật, bị chư thiên màng bái, bên người lại có nhóm đẹp làm bạn, thiên nữ đều được hắn tiểu thiếp, có thể nói hưởng hết nhân gian vô cùng vui. Nhưng mà, cái này đại viên mãn tương lai, nhưng đi đôi với vô số bụi gai cùng máu tươi, chỉ cần đi nhầm một bước, đều là vạn kiếp bất phục. Ở đó một cái nhìn thoáng qua bên trong, Diệp Thần ngay hoảng hốt, thấy được mình vô số thất bại thảm thiết tương lai. Những cái kia cảnh tượng thê thảm, hắn đều không nhẫn xem chút, chỉ biết là thất bại kết quả đặc biệt thảm. Ví dụ như ngày hôm nay, nếu như không có Diệp Tà Thần vượt qua thời không cứu mạng nói, hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Diệp Tà Thần đi xa, Chí Cao Ý Chí vậy tiêu tán, chúng sanh giới trước mắt tan hoang, nhưng cuối cùng giữ nguyên một chút mạch linh khí, cũng không có hoàn toàn bị phá hủy. Ma Tổ Vô Thiên, Phật Tổ, còn có rất nhiều lớn chân lý chùa các tăng nhân, ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng. Tương lai thời không 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 cường giả, xuyên qua năm tháng sông dài, hạ xuống, cố gắng xoay chuyển tình thế, một màn này, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ cũng không dám tin tưởng. Liên liên một mực nhắm chặt hai mắt quy trần, cũng là mở mắt ra, đờ đẫn mở mịt nhìn bốn phía. Ngoại giới sóng gió lắng xuống, tội ác thuyền sát khí, lại tiếp tục điên cuồng hướng Ma Tổ Vô Thiên vào tới. Ma Tổ Vô Thiên cảm thấy hồn trùng sắp nổ, hắn ra mặt không ngừng vặn vẹo, ngũ quan không ngừng co rúm, bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ta hồn trùng nếu như nổ, ta sống vậy lại không ý nghĩa. Vậy ngày hôm nay, chúng ta dứt khoát lấy mạng đổi mạng tính. Thanh âm rơi xuống, Ma Tổ Vô Thiên chính là lay động khí huyết, lại dự định tự bảo. Hắn đối ma đế, dành cho kỳ vọng rất lớn. Nếu như hồn trùng nổ, hắn không có lại đoạt xác hy vọng, vậy mình một bộ cựu nhật thân thể không lành lặn, khẳng định chống đỡ không đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thà suy hủ mà chết, ngược lại không như oanh oanh liệt liệt tự bảo, kéo toàn bộ chúng sanh giới chôn theo. Trong chốc lát, Ma Tổ Vô Thiên thân thể bành trướng, hắn chọn đời tích lũy pháp bảo binh khí, thiên tài địa bảo vân. Vân, cũng đi theo bành trướng, vậy cùng hắn cùng nhau nổ, phá hủy tất cả. Không thể. Quy Trần thấy một màn này, rất sợ hãi. Bàn tay hắn vung lên, theo bản năng sử xuất một chiêu hàng lời nguyền. Vậy hàng lời nguyền, là đặc biệt thông thường Phật môn pháp thuật. Nhưng ra ý liêu, Quy Trần sử ra hàng lời nguyền, rơi vào Ma Tổ Vô Thiên trên mình, Ma Tổ Vô Thiên lay động khí huyết, lại có thể bị áp chế trở về. Không chỉ có như vậy, Ma Tổ Vô Thiên vậy bành trướng sắp nứt hồn trùng, vậy nhanh chóng thu nhỏ lại trở về, ma khí không ngừng cô đọng. Ở Quy Trần hàng lời nguyền dưới, trong thiên địa ma khí, đều phải chỉ tức. Thấy một màn này, Diệp Thần, Phật Tổ các người, đều là ngạc nhiên. Ma Tổ Vô Thiên nhìn Quy Trần, cũng là ngẩn người. Cho đến lúc này, hắn mới lưu ý Quy Trần tồn tại. Trước đây hắn hạ xuống, sự chú ý chỉ tập trung ở Diệp Thần và Phật Tổ trên mình. Bây giờ thấy Quy Trần ra tay, Ma Tổ Vô Thiên nhất thời bắt được một cổ hết sức quen thuộc hơi thở, hắn ngơ ngác lẩm bẩm, ngươi là một cái khác ta. Những lời này nói xong, Ma Tổ Vô Thiên hồn trùng ma khí,
hoàn toàn bị áp chế xuống. Hồn trùng thu nhỏ lại, mà tổ vô thiên cũng không cách nào mượn nữa dùng giả thiên ma đế thân thể, quanh thân khí lưu ô minh, rất nhanh tiêu tán đi. Thu nhỏ lại sau hồn trùng, lần nữa trở lại ma đế trong cơ thể. Ma đế ào rào đích một tiếng, nôn mửa ra một hơi máu bầm, mở mắt ra, tỉnh lại. Hắn nhìn gần trong gang tấc Quy Trần, hơi có chút mờ mịt cùng rung động. Quy Trần một chiêu thông thường hàng lời nguyền, lại có thể áp chế ma tổ vô thiên, làm không cách nào tự bạo, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Nhưng liên tưởng đến, Quy Trần chính là ma tổ vô thiên mặt khác, ma đế cũng là thư thái. Quy Trần nhưng là đờ đẫn hình dáng, mới vừa ma tổ vô thiên một câu nói, giống như đồ sộ chùy vậy, gõ ở hắn trong lòng trên, có rất nhiều hơn xa lạ lại quen thuộc, cực kỳ mịt mờ trí nhớ, ở hắn đầu óc bên trong dâng lên. Hắn mơ hồ tới giữa, cảm thấy mình thân thế, tất nhiên là đặc biệt không được. Ma tổ vô thiên nói, ta là một cái khác hắn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Quy Trần tủng sợ hãi mà mê mang, tâm cảnh xuất hiện chập chờn. Hắn liền đứng ở tội ác trên thuyền, vốn là tội ác thuyền sát khí, hoàn toàn không tổn thương được hắn, chỉ theo trước hắn giờ phút này tâm cảnh rối loạn, vậy sát khí cũng là gào thét lên, phải đem hắn cùng ma đế, cùng ăn mòn. Chú ý! Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, tâm niệm vừa động, khống chế được tội ác thuyền, không để cho sát khí lan tràn. Ma đế phản ứng cực nhanh, lập tức mang Quy Trần nhảy xuống, trở lại Diệp Thần bên người. Diệp Thần gặp ma đế tinh thần sảng khoái, trạng thái tinh thần tốt lắm rất nhiều, không còn là trước kia như vậy che lấp hình dáng, trong lòng vui mừng, nói, ma đế tiền bối, người hồn chủng đã không ngại. Ma đế nhìn Quy Trần một mắt, sau đó cười nói, thật may có vị này tiểu huynh đệ hỗ trợ, hôm nay trong cơ thể ta hồn chủng, ma khí đã thật to tiêu tán, héo rút rất nhiều, tạm thời sẽ không phát tác lại. Ở tới chúng sanh giới trước, ma đế hồn chủng nồng nặc đến mau đem hắn cắn nuốt bước. Nhưng giờ phút này, hắn hồn trùng, đã hoàn toàn héo rút, trong thời gian ngắn, sẽ không lại tổn thương hắn. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, vậy nhìn về Quy Trần, nói Quy Trần huynh đệ, đa tạ. Thật may có Quy Trần thiện niệm bảo vệ, cùng với hắn hàng lời nguyền hóa giải, nếu không, ma đế nhất định phải chết, thậm chí toàn bộ chúng sanh giới, cũng sẽ ở ma tổ vô thiên tự bạo bên trong, hoàn toàn băng diệt. Nghe được ma đế và Diệp Thần nói cảm ơn, Quy Trần nhưng không có gì thần sắc mừng rỡ, ngược lại là từng cơn mê mang, nói, Diệp đại ca, ta. Ta thật ra thì không phải ta, mà là ma tổ vô thiên hóa thân. Hắn lúc này đã mơ hồ thức tỉnh, dòm ngó gặp mình đáng sợ kia thân thế. Diệp Thần trong lòng rét một cái, không dám tùy tiện trả lời, nhìn Phật tổ một mắt. Phật tổ khẽ gật đầu một cái, nhưng không muốn bại lộ chân tướng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nói Quy Trần, ngươi chính là ngươi, không cần nhớ quá nhiều, vậy không nên bị ma tổ vô thiên lời nói đầu độc. Quy Trần suy nghĩ xuất thần nói, phải không? Diệp Thần vỗ vai hắn một cái, nói, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi. Quy Trần ga một tiếng, thần thái vẫn là mê mang. Diệp Thần khẽ vuốt cằm, nhẹ bước đi tới Phật tổ bên người, gặp Phật tổ kim thân ảm đạm, hơi thở hơi có vẻ suy đồi, khá có chút lo âu. Nói, Phật tổ, thân thể ngươi không việc gì chứ? Trước đây, Phật tổ tiêu hao khí huyết, là Diệp Thần khôi phục nhân đồ thánh bôi, sau đó lại gặp phải chí cao ý chí ăn mòn, hôm nay trạng thái không quá lạc quan. Phật tổ mỉm cười khoát khoát tay, nói, không sao, Diệp tà thần chưa bao giờ lúc tới không trở lại, đánh lui chí cao ý chí, lão nạp miễn cưỡng tùy tiện còn sống. Dừng một chút, Phật tổ ánh mắt híp lại, nhìn về vậy cơ hồ hóa thành phế tích chúng sanh giới. Nói tiếp theo, lão nạp muốn xây lại chúng sanh giới, chỉ sợ có một đoạn thời gian bận làm việc. Diệp Thần gật đầu một cái, chắp tay một cái nói, Phật tổ, nếu như có cần gì ta giúp địa phương, xin cứ mở miệng. Phật tổ nói, không cần, người hôm nay trảm ra 96, chỉ kém 4 đạo gông xiềng không có chặt đứt, lão nạp không dám quấy rầy. Hiện tại Diệp Thần sinh tử huyền quan, hoàn toàn đả thông, trảm ra số lượng đã đạt đến 96 đạo. Cũng chính là ngày xưa Thái Thượng Thiên Nữ trảm ra cảnh giới. Hiện tại, Diệp Thần chỉ kém 4 đạo gông xiềng không chém, đó chính là đầu lâu gông xiềng, cặp mắt gông xiềng, tim gông xiềng. Diệp Thần trong đầu nghĩ, lần này chúng sanh giới xông xáo, hắn thu được ích lợi rất nhiều, cũng là thời điểm tiến hành sau cùng chạy nước rút, hướng tim gông xiềng đột phá bước vào.
Diệp tà thần chưa bao giờ lúc tới không trở lại, mang cho Diệp thần vô hạn nguyện cảnh. Ở tương lai trong năm tháng, Diệp thần có lên đỉnh chư thiên, thống ngự hết thảy có thể, hắn thấy được quật khởi hy vọng, nội tâm dĩ nhiên là tràn đầy nhiệt huyết, đối tim gông xiềng chặt đứt, vậy rất có ích lợi. Phật tổ, vậy ta liền cáo từ. Diệp thần hướng Phật tổ chắp tay tạm biệt, hôm nay chúng sanh giới đã lâm vào là phế tích, địa mạch linh khí lưu tang, hắn muốn trảm ra mà nói, chỉ có thể đi bên ngoài. Diệp thần muốn lần nữa trở lại cấm thiên khu trảm ra, dẫu sao ở cấm thiên khu, còn có cấm thiên tứ lão bảo vệ, sẽ an toàn một ít. Mà cấm thiên khu, cũng coi là võ tổ địa bàn, người ngoài muốn tới quấy rối cũng cần bỏ ra giá cao quá mức. Phật tổ sâu đậm nhìn một cái Diệp thần, tựa hồ phát hiện cái gì, do dự mấy phần, rồi sau đó chậm rãi gật đầu nói, đi đi, luân hồi chi chủ, chúc ngươi có thể thuận lợi đột phá tim gông xiềng. Diệp thần nói, được, nhờ có Phật tổ chúc lành. Chuyện chỗ này, Diệp thần liền muốn mang ma đế rời đi. Diệp đại ca, chờ một chút. Đây là, Quy Trần nhưng bước ra một bước, gọi lại Diệp thần. Quy Trần huynh đệ, có chuyện gì không? Diệp thần tim giật mình, hỏi. Quy Trần nói, Diệp đại ca, ta cũng muốn đi bên ngoài trảm ra, hôm nay ta, võ đạo gông xiềng còn không chặt đứt đây. Diệp thần nghe được Quy Trần thỉnh cầu, trong lòng nhất thời rét một cái. Quy Trần lúc nói lời này, ánh mắt không giống trước kia tinh khiết như vậy, mà là mang có một ít mịt mờ tâm trạng. Hắn nếu như đi bên ngoài, vạn nhất cùng ma tổ vô thiên, chuyện gì xảy ra dây dưa, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Hôm nay ma đế hồn chủng đã héo rút, ma tổ vô thiên trong thời gian ngắn, không thể nào lại đoạt xác sống nhờ. Nhưng so với ma đế, Quy Trần nhưng là hoàn mỹ hơn đồ đựng. Cái này, Diệp thần nhất thời do dự, trong chốc lát không dám đáp ứng. Phật tổ lại nói, để cho hắn đi đi, Diệp tà thần mới vừa rồi hạ xuống, cũng không có đặc biệt giao phó, hết thảy thuận thế mà là được. Nếu như Quy Trần thật sẽ ảnh hưởng đến Diệp thần, vậy cái gọi là Diệp tà thần, khẳng định sẽ có nhắc nhở. Nhưng mới vừa rồi, Diệp tà thần lại không có đặc biệt cảnh tỉnh, muốn đến Quy Trần là đi hay ở, đều là tương lai bố cục một vòng, không cần cưỡng ép nhiễu loạn. Diệp thần trong đầu nghĩ cũng vậy, liền nói, được, Quy Trần, ngươi liền theo ta cùng đi ra ngoài, cùng nhau trảm ra. Quy Trần đại hỉ, nói, đa tạ Diệp đại ca. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm trở ngại ngươi. Diệp thần gật đầu một cái, hướng Phật tổ cúi đầu một cái, nói, Phật tổ, vậy chúng ta xin được cáo lui trước. Phật tổ nói, đi đi, ta chúng sanh giới, vĩnh viễn đứng ở ngươi luân hồi bên này. Diệp thần con ngươi híp lại, rồi sau đó xoay người, ngay tại Diệp thần sát na xoay người, Phật tổ đột nhiên phát hiện Diệp thần quanh thân có một đoàn hắc vụ, hắn suy tính chốc lát, vội vàng gọi lại Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, chờ một chút. Diệp thần ngẩn ra, có chút nghi ngờ nói, thế nào, Phật tổ? Phật tổ đưa ngón tay ra Diệp thần sau lưng nói, người sau lưng có một đạo ẩn núp tâm ma vẫn tồn tại, ở trảm ra trước, người có phải hay không còn có đồ không có xử lý? Diệp thần không biết Phật tổ rốt cuộc là ý gì, vừa định câu hỏi, Phật tổ liền nói, ngươi vì sao sẽ dính bỏ đời tuyệt cảnh nhân quả? Nghe được vậy bốn chữ, Diệp thần ngay tức thì bừng tỉnh, thậm chí sau lưng đều là mồ hôi lạnh, mình nếu là trảm ra kết thúc, tất nhiên phải đi thái thượng thế giới. Nhưng mà bỏ đời tuyệt cảnh nhân quả, lại không có kết thúc. Tiêu thấm sự việc vậy còn không có giải quyết, và hồn điền tôn vương tiêu ngục nửa năm ước hẹn vậy sắp đến. Nếu như mình thật đem việc này quên mất, tiêu thấm hẳn phải chết, vậy tất nhiên sẽ trở thành là tâm ma của mình. Đến lúc đó tim gông xiềng lại nên làm sao chặt đứt. Nói không chừng sẽ còn bị đế thích thiên khống chế. Đoạn thời gian này, Diệp thần lao thẳng đến tiêu thấm sự việc theo sau, một mặt là vì cường hóa thực lực, mặt khác chính là cứu tiêu thấm, hồn điền tôn vương để lại cho mình nửa năm thời gian, vốn là còn thời gian. Nhưng hôm nay nhưng là không đủ. Hắn phải lập tức đi một chuyến Trấn Hồn Uyên cầm Thanh Vân Thần Mộc. Trước Trấn Hồn Uyên đối mình có lẽ rất phiền toái, thậm chí có thể chết người, nhưng hiện tại, chắc hẳn mình có thể bình an đạt được Thanh Vân Thần Mộc trở về. Vừa nghĩ tới quên mất chuyện này hậu quả, Diệp thần nghĩ mà sợ được thở ra một hơi, rồi sau đó hướng Phật tổ chắp tay nói, đa tạ Phật tổ nhắc nhở, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ở trảm ra trước ta lập tức đi một chuyến Trấn Hồn Uyên. Phật tổ gật đầu một cái, nhưng nghe tới Trấn Hồn Uyên lúc đó, hắn diễn cảm ngưng trọng,
tiếp tục nói, Trấn Hồn Uyên ta có chút biết rõ, nơi đây không bình thường, hơn nữa và Vô Thiên có chút rất nhiều liên quan, ngươi như đến nơi đó, nhớ lấy không muốn bại lộ quá nhiều luân hồi khí tượng, hôm nay ngươi hư Vô Thiên chuyện tốt, Vô Thiên tất nhiên giận dữ, nếu như để cho Vô Thiên phát hiện ngươi đi Trấn Hồn Uyên, đến lúc đó cái này hoặc giả sẽ trở thành là mai táng đất luân hồi. Phật Tổ lại một đạo nhắc nhở, để cho Diệp Thần ngay tức thì không dám hết lấy xem nhẹ, chắp tay nói cảm ơn, cáo từ. Vì không bại lộ, Diệp Thần liền đem Ma Đế và Quy Trần an bài ở Nguyện Vọng Thiên Tinh bên trong, nếu không đến Trấn Hồn Uyên tất nhiên sẽ bị Vô Thiên phát hiện. Sau đó chính là biến dạng hư không, mượn hư bia lực lượng hướng Trấn Hồn Uyên đi. Ba tiếng sau đó, hư không chập chờn. Một đạo lãnh đạm bóng người lúc này xuất hiện. Người này không phải người khác, chính là Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần cố ý đem luân hồi hơi thở che đậy, bởi vì hắn thả ra tinh thiên thủy kính, dựa vào một chút đầu mối, không ngừng diễn toán xem bói. Mặc dù Vô Thiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn bị Diệp Thần cảm giác được một chút Vô Thiên hơi thở. Quả nhiên, Phật Tổ không có lừa gạt mình. Xem ra ta đúng là phải cẩn thận một chút. Hôm nay ta chặt đứt gông xiềng rất nhiều vấn đề hẳn không cần muốn mượn luân hồi lực lượng giải quyết. Bất quá liền Phật Tổ cũng không dám xem nhẹ nơi đây, ta cũng muôn ngàn lần không thể khinh thường. Diệp Thần lời nói mới vừa rơi xuống, hai đạo thân ảnh chính là xuất hiện ở Diệp Thần chừng. Diệp Thần thấy cái này hai người, ngay tức thì đại hỉ. Lại là Linh Nhi và Nhan Tuyền Nhi. Nhan Tuyền Nhi tựa hồ luyện hóa thánh thiên thần hỏa, khí tức cường đại liền rất nhiều. Nàng nhìn Diệp Thần kích động nói, công tử, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần đối Nhan Tuyền Nhi nói, ngươi hoàn toàn luyện hóa thánh thiên thần hỏa. Nhan Tuyền Nhi nhẹ khẽ gật đầu, gương mặt có chút đỏ ửng, xong hết rồi công tử, trước ngươi có những người khác trợ lực, liền không cần ta đi ra, hôm nay đây là đang Vô Thiên địa bàn, ta có lẽ có thể giúp công tử chậm hiểu mấy phần. Diệp Thần cực kỳ hài lòng, sau đó ánh mắt lại rơi vào Linh Nhi trên mình, nói, Linh Nhi, ngươi. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Linh Nhi liền không nhịn được nói, cùng ngày bia nhân quả xuất hiện thời điểm, ta liền không thành vấn đề, đoạn thời gian này, ta biến dạng hư không một mực tìm thiên bia rơi xuống, đáng tiếc, không có bất kỳ thu hoạch, tốt lắm, ngươi còn muốn chạm ra đâu, mau sớm đi lấy thanh vân thần mộc. Được. Diệp Thần không nói nhảm nữa, hướng một phương hướng đi. Bao la mặt đất bên trên, mỗi một bước tiến thêm, đều là chưa từng đã gặp lộng lẫy cảnh tượng. Hay hoặc là nhân gian luyện ngục. Vô số tinh thần treo đỉnh đầu, mình mông sóng biết liên tiếp thiên tế, Nhan Tuyền Nhi vận dụng thánh thiên thần hỏa lực lượng giấy lên màu đỏ tươi lửa mang, tại Diệp Thần quanh thân hoành xanh hai cánh, giúp hắn nhanh chóng vượt qua cái này vô biên trinh đồ. Cảnh tượng trước mắt tiếp liền biến huyễn, một đường đi tới trước, liền Diệp Thần mình cũng không biết đi bao lâu, chỉ là dần dần quanh quẩn leo lên ở trong lòng cảm giác bị áp bách dần dần tấn công tới. Đó là có không biết khủng bố ở đến điểm báo trước. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Thần vận dụng luân hồi thánh hồn thiên lực lượng, tất nhiên không sợ hết thảy, nhưng Diệp Thần không muốn vận dụng luân hồi thánh hồn thiên, miễn được kinh động Vô Thiên. Tin đồn cái này dưới Trấn Hồn Uyên, phong vây hãm vô cùng oán linh, là chân chánh tử địa. Vạn cổ tới nay, mưu toan tìm kiếm thanh vân thần mộc cao nhất cường giả không phải số ít, nhưng phần lớn chết hiểu tại Trấn Hồn Uyên vòng ngoài. Đây có một phần chia nguyên nhân là tới từ Vô Thiên, một bộ khác phân nguyên nhân, hẳn là nơi đây bản thân liền khủng bố. Linh Nhi hiển nhiên cũng là phát giác trong thiên địa khác thường, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Đã lâu chưa từng gặp qua dấu vết người, nơi này đều là hoang vu một phiến, xem ra chúng ta cách Trấn Hồn Uyên, không xa. Diệp Thần quan sát dưới chân mất đi, liền vậy nám đen đất đai bên trong, cũng mơ hồ tản mát ra một món huyết tinh khí, vạn cổ không tản đi hết. Nơi này lúc trước trải qua thảm chiến. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần đến chỗ này lại là có một loại khó hiểu cảm giác quen thuộc, nhưng duy nhất có thể tin chắc phải, hắn chưa từng đã tới. Không thể khảo cứu, niên đại quá mức rất xưa. Linh Nhi thanh âm truyền tới, liền gần đây vạn sự thông nàng, đều là không biết. Diệp Thần đoàn người lần nữa lặn lội rất gần, lại nữa vận dụng luân hồi huyền bi ở giữa hư bia, ở đó hoang vu chỗ cuối. Là mong không gặp chút nào ánh sáng mất đi ám. So với 9 tầng trời tinh thần còn cao lớn hơn gấp mấy lần đỉnh núi san sát, một tòa giống như đao tước, tản ra từng cơn rùng mình, đen thui nhìn lại, giống như là chống đỡ vậy, chống lên cái này phiến tối tăm không ánh mặt trời thế giới.
Chúng ta phải đến vậy bên dưới đi, một khi đặt chân, chính là lại không có đường lui, người nghĩ xong. Thật ra thì trước trảm ra vậy là có thể, người như đi cấm thiên khu trảm ra 100, sau khi thành công lại bước vào nơi đây, vậy thì 100% phần thắng. Linh Nhi thanh âm vang lên lần nữa, liền nàng giọng nói bên trong, đều là thêm mấy phần kiêng kỵ, cho dù là đã từng là bỏ đời tuyệt cảnh, cũng không từng như vậy. Đứng trên mặt đất trên cũng đã là hắc phụ lồng khóa, mắt thấy không đạt tới 3 trượng, vậy rãnh ngang dọc xuống vực sâu, hơn nữa lộ vẻ được dữ tợn đáng sợ. Ta không có đường lui. Phật tổ nói bỏ đời tuyệt cảnh nhân quả có thể sẽ trở thành là ta tâm ma, ta nếu không trước bước vào nơi đây, tim gông xiềng định trước cũng không cách nào chặt đứt. Cho nên, ta không có lựa chọn. Diệp Thần kiên định nói. Vì cứu Tiêu Thấm, vì hoàn thành hồn điển tôn vương ước định, vì chặt đứt cái này ẩn bên trong tâm ma, dù là chỉ có một đường sinh cơ, vậy phải thử nghiệm. Diệp Thần tiện tay sử dụng một đạo hỏa diễm, chiếu sáng một góc vực sâu. Gầy trơ xương vách núi gian vô số phong hóa xương khô phơi bầy, chợt liếc nhìn lại, tựa như ma quỷ nụ cười vậy tà dị. Diệp Thần. Thấy Diệp Thần chưa từng động tác, Linh Nhi cũng là không khỏi nghi ngờ, cẩn thận nhìn xem dưới, lúc này mới phát hiện liền đầu mối. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần đỉnh đầu treo lên liền lau một cái ánh sáng yếu ớt, tựa như tàn phá cờ chiến cua múa, ánh sáng nhạt càng lúc càng yếu, thẳng đến không gặp. Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra, Linh Nhi lúc này liền là hỏi, ngươi không có sao chứ? Bởi vì tạm thời phong bế luân hồi thánh hồn thiên, mới vừa rồi tựa hồ bị dẫn vào loại nào đó ảo cảnh, mặc dù không có đế thích thiên thi triển tâm ma đáng sợ, nhưng nơi đây tuyệt đối không bình thường. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, vậy cắt ra cảm giác chân thực làm được hắn da thịt bên trên đều là rỉ ra mồ hôi lạnh, nhưng sau khi tỉnh lại nhưng là làm sao cũng ức không dậy nổi. Có rất nhiều người. Đem phức tạp suy nghĩ vứt ở một bên, Diệp Thần lắc đầu một cái lại nữa ngẫm nghĩ, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm được Thanh Vân Thần Mộc. Cái này Thanh Vân Thần Mộc chính là dưới trấn hồn uyên tồn tại thần vật, nhưng cụ thể hình dạng thế nào, không người gặp phải qua, chỉ là lời đồn đãi uyên ở giữa ác linh bị cảm hóa, địch hồn sau tại cái này tử địa bồi bổ đất màu mỡ mà sinh manh nha. 3.000 trở nảy mầm, 3.000 trở mọc rễ, 3.000 trở thai nghén. Đếm hết sức. Cửu cửu sinh Thanh Vân, cố kêu làm Thanh Vân Thần Mộc, trong tin đồn có tư máu ngưng hồn hiệu quả. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nói, vậy chúng ta đi ngay xem, cái này cái gọi là Thanh Vân Thần Mộc, rốt cuộc là hình dáng gì. Thân hình lại không có chút nào rông dài, Diệp Thần thọc sâu mà nhảy hướng hắc ám để dò nhập. Đời này luân hồi chi chủ, người rốt cuộc đã tới. Giữa trời đất vô hình âm luật vang vọng, vậy theo gió mà tán, lại không thể tìm. Dưới chấn hồn uyên, âm phong thấu xương. Diệp Thần một cước giẫm ở uyên để, cỏ dại bên trên nâng lên từng cơn cốt tiết. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn, Diệp Thần vô số hồng nhan bằng hữu vô căn cứ xuất hiện, mỉm cười hướng hắn vẫy tay, ví dụ như Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Kỳ Tư Thanh, Già Thiên Ma Đế, Huyết Thần, Giả Vô Tấn, Chu Uyên, Trịnh Ngật, Ngọc Khanh Âm, Thiên Tuyết Tâm các loại. Già Thiên Ma Đế tựa hồ mặt đầy thống khổ nói, Diệp Thần, vô thiên hồn chủng đã thành, ta sắp bị tước đoạt. Ngươi cùng ta tới, ta lực lượng cuối cùng mang ngươi tìm được Thanh Vân Thần Mộc. Mấy người còn lại cũng ở đây lẩm bẩm, tỏ ý Diệp Thần đi theo. Oanh! Diệp Thần con ngươi bên trong giấy lên tiên ánh sáng màu đỏ, chiếu phá trước mắt vạn đóa vẻ buồn rầu, nhan tuyển nhi hóa thành lửa hoàng lộn bay lên, cố nhân từng cái tiêu tán. Thật là khủng khiếp huyễn tượng. Có thể đem thần hồn cùng thân xác chia lìa. Không dùng tới luân hồi thánh hồn thiên, đúng là nguy hiểm. Lúc trước một màn kia, mặc dù đã phát hiện là ảo cảnh, bước chân chưa từng di động phân nửa, tỉnh lại trước mắt, mình nhưng là đã sớm dựng thân tại tuyệt điên trước, bước ra một bước, đem vạn kiếp bất phục. Ha ha ha, âm phong từng cơn, kẹp theo vô hình tiếng cười tới, tựa như đang giễu cợt Diệp Thần như vậy quẫn thái. Oanh! Trong nháy mắt bạo ngược hơi thở từ Diệp Thần trong cơ thể xông ra, nhan tuyển nhi dung hợp thánh thiên thần hỏa màu đỏ tươi diễm mang tự thể đồng hồ giấy lên, kết thành một bức súng động ngọn lửa khôi giáp, đem hắn bọc ở bên trong. Quả nhiên, nhan tuyển nhi là cái này u ám vật khắc tinh, nếu không phải này, lúc trước cũng đã đặt chân liền vực sâu, tan xương nát thịt. Màu đỏ tươi khôi giáp ở Diệp Thần quanh thân lấp lánh rực rỡ, ngăn trở hết thảy tà ma vật xâm nhiễu. Diệp Thần thật gần nhịp bước không ngừng tăng nhanh. Một đường đạp tới,
chút nào dị động không có, yên tĩnh thế giới bên trong, chỉ có mình tiếng bước chân vang vọng, liền con kiến ảnh đều không gặp. Vèo, tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại, trước mắt bắn tung tóe lên một viên lại tầm thường bất quá cát đá. Diệp Thần hơi con người đông lại một cái, chưa từng né tránh, mặc cho hắn đập ở trên cánh tay phải, nhưng là ngay tức thì đem thần hỏa khôi giáp bao gồm máu thịt đánh nát. Diệp Thần nguyên cái cánh tay phải ngay tức thì nổ tung, thân hình đổ bay ra. Rơi xuống đất ngay tức thì thượng không kịp nhìn xem, quỷ dị kia thổ nhưỡng chính là một hồi phun trào, đem hắn cánh tay phải cặn bã cùng với máu thịt hấp thu hầu như không còn. Này cùng món ăn ngon, giao cho đại nhân, định có thể lấy được Thanh Vân hơi thở tưởng thưởng. Âm chắc chắc cười tiếng vang lên, làm người ta rợn cả tóc gáy. Bất quá Diệp Thần thân xác cường đại dường nào, bát quái thiên đan thuật và thiên tiên cá chép sau thi triển, ngay tức thì đúc lại thân xác. Gợi lên vạn phần cảnh giác, Diệp Thần cẩn thận nhìn bên người hết thảy, ở nơi này dưới chấn hồn uyên, một viên đá vụn, một bồi cát bụi đều có thể chết người. Ồ, ẩn núp trong bóng tối vong linh thấy Diệp Thần lại có như vậy nghịch thiên năng lực, giọng bên trong kinh dị cùng thèm thuồng vẻ hiện ra hết. Tinh thuần như vậy huyết khí lực, xem ra, thật sự là luân hồi chi chủ. Bất quá đời này luân hồi chi chủ, liền trảm ra cũng không có. Yên lặng hắc ám bên trong, vẻ sát cơ hiện ra, đã sớm toàn bộ tinh thần phòng bị Diệp Thần tự nhiên không thể nào lần nữa bị tấn công, nhất kích rơi vào khoảng không, âm thầm thanh âm vang lên lần nữa. Thằng nhóc giỏi, ta đã không nhớ rõ biết bao lâu chưa thấy qua người sống huyết khí. Hôm nay bổn tọa liền cùng ngươi chơi một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới chân đất đai đều có liền sinh mạng vậy, đem hắn mắt cá chân vững vàng nắm chặt, sau đó một cổ xuống dưới lôi kéo lực truyền tới. Nhan Tuyền Nhi, tán. Diệp Thần đem Nhan Tuyền Nhi ngưng tụ thành khôi giáp bạo tán ra, nóng bỏng ngọn lửa rơi xuống đất, phát rơi tí tách thanh âm. Đây là thứ quỷ gì? Chỗ tối truyền tới một tiếng thống khổ kêu gào. Theo sát phía sau mặt đất một hồi dị động, phủi xuống ra chôn ở đất đai dưới căn căn bạch cốt, giống như ngọc chất, sáng lại trong suốt. Hô! Từng cây một bạch cốt ngưng dậy kết thành hình người, không ngừng vỗ quanh thân thần hỏa bắn tung tóe lên màu đỏ tươi ngọn lửa. Diệp Thần không khỏi được sửng sốt một chút. Trước mắt cái này cái bạch cốt rõ ràng có suy nghĩ trí khôn, vậy liền Nhan Tuyền Nhi đều không cách nào đoán diệt trong suốt bạch cốt, tuyên cáo người này khi còn sống thực lực kinh khủng. Đây là ngọn lửa gì? Nhưng tên này vẻ kinh dị, lại không giống như là trải qua tình cảnh to lớn dáng vẻ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc, người hoàn toàn chọc giận ta. Hình người bạch cốt phủi xuống cuối cùng một chút thần hỏa diễm mang, chợt lấy cốt trưởng làm nhận, hướng Diệp Thần sát phạt tới. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Huyết nguyệt trói lọi, từ Diệp Thần trên thân kiếm hiện lên, trong hư không xuất hiện chín luân huyết nguyệt cảnh tượng kỳ dị. Cố nhiên không có dùng luân hồi thiên kiếm, vậy không có dùng luân hồi huyết mạch, máu hắn tháng đồ sát thiên trảm, cũng là đạt tới đỉnh cấp, một kiếm này mũi nhọn vô cùng mãnh liệt. Nhưng, lại bị đối phương chặn lại. Sau mấy hiệp, có thánh thiên thần hỏa hộ thể, bạch cốt vậy cầm Diệp Thần không có biện pháp gì, một người một cốt, chỉ như vậy rằng co ở tại chỗ. Thật là tà môn tiểu tử. Bạch cốt cảnh giác nhìn Diệp Thần, cũng sẽ không tùy tiện có động tác. Cái này rõ ràng có trí khôn, phải nghĩ biện pháp bắt hắn lại, mới vừa trong miệng Thanh Vân hơi thở, phải chăng cùng và thần mộc có quan hệ thế nào. Diệp Thần đồng dạng là hai tròng mắt xít sao phong tỏa trước mặt cái này. Lúc trước ăn một cái thua thiệt ngầm, nhưng lại gặp thực lực không thua kém mình. Phải biết, tên này chỉ là một sẽ không thi triển bất kỳ võ đạo kỹ xảo xương khô thôi. Thằng nhóc, không bằng người ta làm một giao dịch như thế nào. Bạch cốt giảo hoạt cười một tiếng, hì hì nói. Đem máu người khí lực cho ta một ít, ta có thể cho ngươi tiến cử một người, có người muốn tìm Thanh Vân thần mộc rơi xuống. Không cùng Diệp Thần đáp lại. Bạch cốt chính là ném ra một cái trái bom nặng ký, làm được Diệp Thần kinh hãi. Cái gì? Diệp Thần trong mắt đông lại một cái, tên này lại biết mình muốn tìm Thanh Vân thần mộc. Hi hi, thằng nhóc, người không cần kinh ngạc như vậy, cái này dưới chấn hồn uyên, vốn là không sống vật, người thường tránh không kịp, tới đây phần lớn đều là vì tìm chí bảo Thanh Vân thần mộc, chẳng lẽ, ngươi là tới tìm ta tán dóc? Bạch cốt thẳng mở miệng dụ dỗ nói, như thế nào? Làm một giao dịch. Diệp Thần trong mắt vừa chuyển, hắn thân trong lòng luân hồi huyết mạch, nhưng đã động dùng thủ đoạn che đậy,
bỏ ra luân hồi huyết mạch, hắn huyết khí lực lấy hoài không hết, tặng cho tên này một ít, ngược lại cũng không sao. Ta cần phải biết Thanh Vân Thần Mộc tin tức. Diệp Thần mở miệng nói. Không thành vấn đề, Bạch Cốt sảng khoái vỗ vỗ long lanh trong suốt ngực, bảo đảm nói. Cầm đi. Tinh thuần huyết khí lực tưới xuống, Bạch Cốt trong suốt bộc phát thấu rõ, tiếp liên phát ra sảng khoái tiếng thở dốc, Diệp Thần yên tĩnh chờ đợi. Hô, thật lâu chưa từng gặp qua tinh thuần như vậy huyết khí lực, ừ. Người thằng nhóc này làm sao cùng không có chuyện gì người như nhau. Bạch Cốt lúc này làm bộ, tâm hoài bất quỹ nói. Diệp Thần, những thứ này vật chết không sợ sức sống, chỉ có đã chết vật tương khắc, dung hợp thánh thiên thần hỏa nhan tuyển nhi mặc dù bá đạo, nhưng ngươi không dùng tới luân hồi huyết mạch và luân hồi thánh hồn thiên, khó mà phát huy hắn toàn bộ uy năng, cho nên mới không có cách nào hàng phục tên này. Nếu không bắt hắn lại, tên này tùy thời có thể trở mặt. Linh Nhi dặn dò. Đúng như dự đoán, Bạch Cốt được chỗ tốt, rõ ràng thái độ thêm mấy phần lãnh ý. Thằng nhóc, thức thời một ít, ta có thể cho ngươi lưu toàn thây. Diệp Thần nhướng mày một cái, làm sao, ngươi muốn đổi ý. Ha ha ha, đây là trấn hồn uyên, người sống chớ gần. Nhà ngươi đại nhân không có đã thông báo ngươi sao? Một cổ lăng liệt sát phạt khí hồi sinh, hấp thu Diệp Thần huyết khí lực, vậy trong suốt Bạch Cốt bộc phát bền bỉ, đã có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Tư lạp, Bạch Cốt một quyền xé ra Diệp Thần phòng ngự, lau một cái đỏ thẫm bắn ra, vậy chiếu vào hắn ấn đường, bị hắn lần nữa hấp thu. Coi là thật lấy là ta không giết được ngươi. Diệp Thần ánh mắt run lên. Từ luân hồi mộ địa nhìn lướt qua, đột nhiên ánh mắt rơi vào một cái kiếm phôi bên trên. Không thể vận dụng luân hồi thiên kiếm và còn lại thiên kiếm, hắn thực lực tất nhiên giảm bớt nhiều. Nhưng cái này kiếm phôi là hắn ở hàng phục thánh thiên thần hỏa lúc ở gần quá thành đạt được. Vật này vốn là mạnh mẽ, bất quá hiển nhiên luân hồi thiên kiếm so với cái này kiếm phôi mạnh mẽ rất nhiều, hôm nay không dùng tới thiên kiếm, kiếm này phôi ngược lại không tệ. Trọng yếu hơn chính là hiện tại lại nhan tuyển nhi trợ lực. Dung hợp thánh thiên thần hỏa nhan tuyển nhi, phối hợp kiếm này phôi, tất nhiên mạnh mẽ. Một giây kế tiếp, Diệp Thần kiếm trong tay phôi hiện ra, tản ra hàn mang. Đã chết vật mới có thể chém vật chết, lúc trước ngôi sao kia vẫn làm bằng kiếm phôi, vốn là không linh, hắn chất liệu vốn là ẩn chứa phong ấn lực, lại không quá thích hợp. Diệp Thần bên tai vang lên Linh Nhi dặn dò, mới chợt hiểu ra. Nếu cái này Bạch Cốt không tán thưởng, vậy thì làm thịt hắn. Vèo. Nhìn như giống như một cây nhóm lửa giống vậy ngăm đen kiếm sắt hung hăng đâm tới, Bạch Cốt lấy trưởng hóa nhận, rất miễn cưỡng muốn tiếp Diệp Thần nhất kích. Rắc rắc. Vậy trong suốt thấu lượng bàn tay, bị Diệp Thần lấy kiếm sắt từ cánh tay chỗ đồng loạt tước đoạn, tán lạc đầy đất. Mặc cho hắn làm sao triệu hoán, vậy một chồng Bạch Cốt đều là hoàn toàn mất sáng bóng, theo Diệp Thần một cước đạp xuống, hóa thành bụi bặm. Ngươi, 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 ngươi đừng tới đây. Thời khắc này Diệp Thần tay cầm kiếm phôi, liền hắn cái này cái đến từ cửu u ác ma đều là cảm nhận được liền sợ hãi, tên này rốt cuộc là người nào tồn tại, lại có thể chém vật chết. Lại là một kiếm vạch qua, Bạch Cốt cánh tay trái vỡ vụn. Thương hoảng hốt chạy thục mạng, Bạch Cốt bị lột bỏ hai chân, vùng vẫy chống cự. Suy, Diệp Thần tay cầm kiếm phôi hung hăng cắm vào Bạch Cốt ngực bên trong, đem thân thể hoàn toàn khuấy bể. Nhìn còn sót lại một viên đầu lâu ra hỏa, Diệp Thần giơ tay lên ở giữa kiếm phôi, làm bộ liền muốn một gai chung kết hắn tánh mạng. Tha mạng, ta nói, ta đều nói. Trước mắt kiếm phong một lần, đầu khô lâu vội vàng lắp ba lắp bắp mở miệng nói. Trấn hồn uyên, hạ, có cái, cường đại tích chữ đang nắm trong tay giới này. Người này lai lịch ra sao ta không biết, chỉ biết là ma tổ vô thiên tới gặp qua hắn, cũng dặn dò cái gì. Hắn có ba đại quỷ tướng chấn giữ, chúng ta những thứ này tàn hồn, có thể dùng huyết khí lực, đổi được một món thanh vân hơi thở, lấy kéo dài sinh mạng. Diệp Thần không khỏi được cau mày, lại có người nắm trong tay trấn hồn nguyên. Thanh vân thần mộc đâu? Cái này, không biết, Bạch Cốt thấy vậy lần nữa hoa dậy kiếm phong, hù được hồn vía cũng không phải là vậy, giọng the thé nói, ba đại quỷ tướng biết, ta có thể mang ngươi đi gặp bọn họ. Cảm nhận được liền Diệp Thần sát ý lui giảm, đầu khô lâu vội vàng nói, tạ tạ đại nhân tha mạng, tạ tạ đại nhân tha mạng. Người tốt nhất không muốn đùa bỡn hoa chiêu gì. Diệp Thần trường kiếm chớp mắt, lạnh lùng nói.
Diệp Thần một cước đem đầu khô lâu đá ra mười mấy trượng, sau đó tự mình đạp nhịp bước về phía trước đi. Một tiếng thống khổ kêu rên, đầu khô lâu đã không nhớ rõ đây là bị Diệp Thần làm cầu đá tới đá vào lần thứ mấy. Tại sao còn không đến? Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên. Người nào dám can đảm tới đây? Một hồi âm phong phất qua, ngăn trở Diệp Thần đường đi, vẻ tức giận hiện ra hết. Đại nhân cứu ta! Đầu khô lâu tê tâm liệt phế kêu một tiếng, toàn cho dù là lại muốn nói gì, chính là bị Diệp Thần một chân đạp xuống vực sâu. Ngươi chính là cái đó quỷ tướng. Hôm nay trảm ra 96, Diệp Thần trong lời nói tràn đầy tuyệt đối tự tin. Thanh Vân thần mộc ở nơi nào? Âm lãnh kia thanh âm nói, muốn Thanh Vân hơi thở, liền cầm huyết khí để đổi lấy. Còn nữa, trước lúc này, ngươi làm bị thương người ta, sổ nợ này trước phải coi là rõ ràng. Đấu chữ quyết, chém. Diệp Thần một tiếng quát mắng, đấu chữ quyết bùng nổ, trong kiếm phong nổ lên trắng xóa đấu khí, hòa lẫn nhan tuyển nhi hơi thở, hóa thành một cái kiếm sắc bén khí tuyệt chém. Cảm nhận được đấu chữ quyết, liền vậy màu vàng tím khung xương cũng rõ ràng sửng sốt một chút. Muốn huyết khí lực, người có thực lực, cứ tới lấy. Diệp Thần kiếm trong tay hoành tại trước ngực, chiến ý dồi dào. Hống, hống, hống. Đột nhiên, chung quanh nói đạo lệ quỷ thê thảm uống tiếng vang lên, vô số đạo bạch cốt bị Diệp Thần bàng bạc huyết khí lực và kiếm ý hấp dẫn, rối rít nhô lên, thèm thuồng ý tràn vào nồng. Hừ, cầm đầu quỷ tướng một tiếng hừ lạnh, sau lưng vạn đạo bạch cốt rối rít chớ có lên tiếng, thở mạnh cũng là không dám thở dốc nửa miệng. Bắt lại cái thằng nhóc này, lễ truy điệu thần thụ. Quỷ tướng ra lệnh một tiếng, nguyên phiến trên chiến trường, tiếng gào thét ngay tức thì tràn ngập. Thiên địa làm chấn động một cái. Diệp Thần áo dài vù vù vang dội, trong tay chất phác không màu mè kiếm phôi nắm chặt, một người bày ra sát phạt thế, hướng vạn chúng bạch cốt quân đoàn liều chết xung phong đi. Tuy ngàn vạn người ta đi vậy. Một người một kiếm, bạch cốt trong bụi rậm qua, tất xám không dính thân. Diệp Thần không có sử dụng bất kỳ luân hồi lực lượng ra chỉ kiếm thức, đơn thuần kỹ xảo đánh giết, đầy trời xương khô nâng lên, chiếu sáng lên yên lặng hắc ám. Đại nhân, cái thằng nhóc này có cổ quái, có thể diệt giết chúng ta. Một tiếng hét thảm tiếng chuông vang lên, đầu khô lâu chính là bị Diệp Thần một kiếm đâm bể, tiêu tán ở trong vô hình. Dừng tay. Trong nháy mắt giao phong, Diệp Thần giống như chó sói nhập bầy cừu, điên cuồng chu diệt quỷ tướng dưới quyền bạch cốt quân đoàn, thành đống xương bị Diệp Thần phân giải. Kiếm phong sở hướng chỗ, thật mệt mỏi hài cốt hàn. Vô số đạo hoảng sợ thê lương tiếng kêu muốn đem Diệp Thần màng nhĩ đều phải biến dạng, từng đạo oán linh tứ tán bỏ chạy, đối mặt cái này đao phủ thủ ma quỷ tàn sát, sớm đem cướp lấy Diệp Thần huyết khí lực ý tưởng ném chúng sau ót. Thằng nhóc, ngươi dám. Màu tím kim quỷ tướng mắt gặp Diệp Thần như vậy càn rỡ, dưới cơn thịnh nộ hướng Diệp Thần một chưởng ngang nhiên vỗ tới. Diệp Thần lấy kiếm hướng kháng, ngạnh kháng quỷ tướng một chưởng. Nhưng hiển nhiên không ngờ tới đối phương thực lực lớn mạnh như vậy, quanh thân như bị đòn nghiêm trọng, trong cơ thể khí huyết một hồi cuồn cuộn, đổ bay ra. Đối mặt đám này vật chết, chỉ có thể lấy lực phá, bất kỳ hoa lệ chiêu thức cũng đối bọn họ không cách nào tạo thành tổn thương. Lại tới, ta đây là muốn xem bỏ ra luân hồi huyết mạch, ta thực lực kết quả bao nhiêu. Lại là một trường, cuồng bạo đợt khí tràn ngập. Đáng ghét, quỷ tướng nhìn một mắt mình tình huống. Nguyên cái cánh tay phải lực lượng đã hoàn toàn bị kiếm phôi phá xấu xa phong ấn, tử kim mang chậm rãi rút đi, một hồi âm phong phất qua, lại là phong hóa tản đi. Bất quá là mấy hiệp, mình mất một cánh tay. Nhìn lại một bên Diệp Thần, mạnh mẽ sức khôi phục, làm được trước mắt lãnh đạm nam tử giống như là một như người điên, chiến ý không giảm mà lại tăng. Lại như vậy hao tổn nữa, liền ta cũng phải bỏ mạng nơi này. Quỷ tướng ánh mắt che lấp. Bắt đầu cân nhắc thiệt hơn. Hô! Nào ngờ thời khắc này Diệp Thần, cũng là dáng ra vẻ chấn định, vì không để cho vô thiên cảm giác, hắn cũng không động tới hơn lá bài tẩy, cho nên mỗi một trưởng chịu chỗ đau nhưng mà thứ thiệt, nhưng dưới mắt duy nhất đường chỉ có lấy khí thế quát lui đối phương, nếu không. Không có được Thanh Vân thần mộc. Lại tới. Diệp Thần giống như võ tổ tiếng reo hò vang vọng ở cái này dưới chấn hồn nguyên, vô số lệ quỷ đều là kinh hồn bạt vía. Vốn nên vô địch bọn họ, giờ phút này đổ là trở thành dê con đợi làm thịt. Chậm đã. Quỷ tướng mở miệng nói. Các hạ tới đây rốt cuộc ý gì? Diệp Thần,
gặp tốt hãy thu, kiếm phôi bên trong tinh thần vẫn lực cũng là sẽ hao tổn hầu như không còn, một khi mất đi hiệu lực, nơi này tùy tiện một cái nhỏ quỷ, cũng có thể đem chúng ta đánh chết. Linh Nhi thanh âm vang lên. Thanh Vân thần mộc. Diệp thần nhàn nhạt đáp lại nói. Quỷ tướng mắt lộ ra khó khăn sắc, kiêng kỵ con mắt nhìn về Diệp thần kiếm trong tay, liền hắn cũng ở đây kinh ngạc, vậy rốt cuộc là vật gì, có thể gắt gao đem bọn họ khắc chế. Thấy Diệp thần lần nữa nhắc tới kiếm, quỷ tướng lúc này mới khoát tay lia lịa nói, không phải chúng ta làm khó cùng ngươi, nếu như đòi Thanh Vân hơi thở, chúng ta đại khả khẳng khái tặng cho, chỉ là thần mộc. À, mời các hạ theo ta tới. Quỷ tướng lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, ánh mắt như có như không liếc liếc về Diệp thần kiếm trong tay. Điểm này mà cẩn thận sao có thể lừa gạt được Diệp thần ánh mắt. Diệp thần đeo sao thần vẫn thu hồi, hai tay thua lập, nghênh ngang theo quỷ tướng đi. Nguy hiểm thật, chậm một chút nữa mà, chúng ta liền mất mạng. Linh Nhi ẩn núp ở luân hồi mộ địa bên trong, cũng là không khỏi được người đổ mồ hôi lạnh, cái này thực lực của quỷ tướng sâu không lường được, rất miễn cưỡng lấy một cánh tay giá phải trả đeo sao thần vẫn bên trong lực lượng hao hết. Cũng may cuối cùng có một phe thỏa hiệp, tâm lý bọn họ đánh cờ trên lấy được thắng lợi. Xin các hạ xem. Theo quỷ tướng tỏ ý nhìn lại, ở nào đó tòa to lớn thiên môn sau đó, một bụi chọc trời cây lớn đứng thẳng, Diệp thần từ dưới lên nhìn lại. Lại không thấy được hắn cành lá. Nguyên nhân không phải hắn, chỉ là bán yêu thân cây chỗ, cũng đã là mây đen che mục, không gặp toàn cảnh. Đen nhánh trên cây khô, tức giận đã qua đời. Đây là Thanh Vân thần thụ, bất quá, đã là xoay chuyển trời đất hết cách. Quỷ tướng thở dài một tiếng, nói ra thật tình. Thần mộc có linh, từ ra đời tới nay, liền đem vô số oán linh trấn áp tại này, lấy Thanh Vân lực địch hồn, để cho chúng ta quên mất kiếp trước kiếp này. Tốt nhập luân hồi. Nhưng ma tổ vô thiên đã tới sau đó, Thanh Vân thần thụ sức sống biến mất, chúng ta chỉ có ngoài ra giới nơi cướp đoạt huyết khí lực, kéo dài thần thụ phân nửa tức giận. Đang quỷ tướng nói rõ qua lại cho Diệp thần nghe thời điểm, thần thụ nhưng là khẽ run lên, truyền ra một tiếng thở dài. Ngươi rốt cuộc đã tới. Diệp thần cả kinh, là thần thụ ở cùng hắn nói chuyện. Nhưng nhìn một bên vẫn là lẩm bẩm quỷ tướng, Diệp thần lúc này mới tin chắc. Thần thụ đang dùng chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm ở truyền loại nào đó tín hiệu. Oanh! Thần thụ lại là run lên, phủi xuống cành lá đầy trời tuột xuống, Diệp thần bóng người cũng theo đó cùng tản đi. Các hạ! Quỷ tướng trợn mắt hạ nhìn Diệp thần biến mất, vẻ hoảng sợ ngay tức thì xông lên đầu. Nơi đây quy tắc hạn chế, muốn nếu như vậy biến mất, chỉ có ma tổ vô thiên có thể làm được. Chẳng lẽ thằng nhóc này so ma tổ vô thiên còn khủng bố? Trước mặt thời không không ngừng biến ảo, cuối cùng định cách ở một nơi không biết tên hang động bên trong. Ngươi tới. Lại là vậy đạo kỳ quái thanh âm vang lên, Diệp thần bốn phía nhìn xem lúc này mới phát hiện, đen nhánh chỗ xó xỉnh, một bóng người tĩnh tọa. Nhưng thanh âm hiển nhiên không phải hắn phát ra, ngồi xếp bằng kia bóng người, đã sớm chết đã lâu, bất quá là một bộ thân thể không lành lặn thôi. Không sai, chính là lão phu. Lại là một giọng nói vang lên. Ừ, là ngươi cái này đạo thân thể không lành lặn, Diệp thần luôn mãi xác định, thanh âm chính là vậy đã rơi xuống thân thể không lành lặn phát ra. Chấp niệm không tiêu tan, nhất niệm thượng tích chữ. Diệp thần nhưng là lên tiếng nói, ngươi ở chờ ta. Chính phải, ta tới đây tìm Thanh Vân thần mộc, cùng các hạ cũng không từng có đồng thời xuất hiện, có thể. Thanh âm kia hỏi, tội ác thuyền mảnh vỡ, có thể ở ngươi thân. Không tệ. Như vậy thứ nhất, chính là nhân quả. Âm thầm thanh âm điên khùng nói như thế một câu nói, chợt nói lần nữa, muốn tìm thần mộc, cần phá một ván. Diệp thần chỉ cảm thấy quanh thân một phù, mình hóa thành một con cờ rơi thân tại trên bàn cờ, ở người bên, vô số ý định giết người ám phục, động một bước chính là vạn kiếp bất phục. Các hạ đây là ý gì? Này cục rõ ràng, thần mộc tự nhiên có thể tặng cho ngươi. Diệp thần không nhiều lời nữa. Quay đầu nhìn về cái này ván cờ, mình mặc dù hóa thành một con trai, nhưng cũng không làm trở ngại hắn từ toàn cục xem lãm cái này khốn cục. May là liền hắn cái này đối kỳ đạo không tinh lắm thông người cũng là có thể tùy tiện nhìn ra, này cục không rõ ràng. Lui một bước đầy bàn đều là thua, tiến một bước chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Để lại cho mình chỉ có rơi hạ một quân cờ cơ hội, chiếu này tới xem, tuyệt không phương pháp phá cuộc. À!
sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu. Đạo thanh âm kia cũng là nhìn thấu Diệp Thần quấn quýt, chợt than nhẹ một tiếng, không nhiều lời nữa. Cá chết lưới rách. Diệp Thần thời gian đầu tiên nghĩ tới duy nhất có thể, như lui, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không đặt cờ, suốt đời phong khốn nơi này. Diệp Thần rất rõ ràng để lại cho mình thời gian không nhiều lắm, mình còn chưa chạm ra 100, còn không có hoàn toàn giải quyết Già Thiên Ma Đế hồn trùng, còn chưa trực diện Vạn Khư và Vũ Hoàng Cổ Đế, còn chưa thành lập luân hồi trật tự, cái này làm được chính hắn tâm phiền ý loạn. Vô! Diệp Thần lúc này liền là quyết đoán, chấp tử về phía trước dậm chân đi, nhưng vào lúc này, nhưng là bước chân một lần. Thằng nhóc, còn có một cái sách lược vẹn toàn, cung cấp ngươi lựa chọn. Âm thầm thanh âm vang lên lần nữa. Giao ra tội ác thuyền mảnh vỡ, ta tặng cho ngươi thanh vân thần mộc, nhận ngươi rời đi, lưỡng toàn cách. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là rơi vào trầm mặc. Hôm nay Diệp Thần thụ địch vô số, tội ác thuyền nhưng mà không thần khí mảnh vỡ, không thể thiếu bảo vệ tánh mạng vật, một khi giao ra. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng Tiêu Thấm lại là không thể không cứu. Đợi chút, dưới mắt lựa chọn không phải là... Diệp Thần con người sáng lên, lần nữa đem tầm mắt đầu trở lại trên bàn cờ. Trước đây đi một lần chưa chắc sinh, cùng tương đối là. Diệp Thần trong mắt sáng lên, thế sự vốn là không có tuyệt đối, lui về phía sau một bước chưa chắc chết. Đặt ở trước mắt hai con đường, chỉ lấy một, không nghi ngờ chút nào có người bưng được tất chọn cái trước vồ một đường sinh cơ. Không phá không lập. Diệp Thần ngược đường mà đi, chắc chắn tín niệm. Về phía sau một bước thối lui ra. Vù vù, vù vù. Trên bàn cờ ông minh tiếng chợt nổi lên, Diệp Thần chung quanh cờ trắng rối rít bị cờ đen chiếm đoạt, ương ngạnh vô dụng chống cự sau đó, ước chừng lưu lại Diệp Thần một người một mình đối địch. Một hơi tức giận bị ngươi đoạn tuyệt, đồ lưu một người cớ gì? Âm thầm thanh âm kinh nghi nói, tới đây vô số đánh cờ nhân chung, không một người nguyện tự đoạn con đường sống, lựa chọn cái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Diệp Thần nhưng là cười một tiếng, kêu, đời người như trò đùa, hí như cục. Chỉ cần ta tim còn ở, mọi việc là được đánh một trận, dưới mắt nhìn như ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng một chút cũng không có ràng buộc một con trai, chính là không phá không lập, vạn tượng do tâm sinh. Cái gọi là, đạo khả đạo, phi thường đạo. Tiền bối, người dám nói này cục ta không thể một người cố gắng xoay chuyển tình thế. Diệp Thần nói, nói năng có khí phách. Ha ha ha, không hổ là luân hồi chi chủ. Giỏi một cái đạo khả đạo, phi thường đạo. Tựa hồ đối với trước cái lựa chọn dị thường kinh ngạc, âm thầm đạo thanh âm kia cũng là lần đầu tiên để cho Diệp Thần cảm nhận được liền ba động tâm tình. Nếu này cục đã phá, cái này đổ nát thanh vân thần thụ liền giao cho ngươi xử trí. Mờ mịt thanh âm từ từ đi xa, lại cũng không gặp. Oanh! Một hồi mãnh liệt chập chờn truyền ra, ngoại giới thập phương địa ngục bên trong. Vô số oán linh rối rít quỳ xuống đất cầu nguyện, ở thần thụ kia trung ương, Diệp Thần bóng người như ẩn như hiện. Hắn là... thần thụ lựa chọn hắn, chẳng lẽ hắn chính là thần thụ khéo léo chuyển thế thân? Liền quỷ kia đem tất cả giật mình, thân hình kịch liệt run rẩy. Oanh! Chọc trời thanh vân thần thụ lại là một hồi lay động, muôn vàn lá rơi bỏ ra, không nhiều không thiếu, đối ứng thập phương địa ngục oán linh, mỗi người một phiến. Diệp Thần thân hình chậm rãi từ bên trong huyệt động hiện ra, ở trước mặt hắn, là vô số oán linh quỷ bái thần phục. Cung nghênh ta chủ! Cung nghênh ta chủ! Diệp Thần không biết làm sao nhìn hết thảy trước mắt, đầu óc bên trong cuối cùng còn trôi giạt vậy thanh âm thần bí một câu không phá không lập. Đại nhân, mời lấy huyết khí lực thức tỉnh thần thụ, vững chắc dưới chấn hồn nguyên ác linh. Quỷ tướng mở miệng thỉnh nguyện nói. Chuyện gì xảy ra? Thần thụ sức sống biến mất. Đã có vô số hồn linh ngày xưa oán niệm ngưng tụ lan truyền, liền liền ngoài ra hai đại quỷ tướng, đều là bị xâm nhiễu liền thần trí, không thể không bế quan. Hôm nay đại nhân nếu là có thể thức tỉnh thần thụ lực, là được hoàn toàn tẩy dưới chấn hồn nguyên ác niệm, vững chắc chấn hồn nguyên. Diệp Thần nhưng là đối với lần này lơ đễnh, chợt mở miệng nói, người mới vừa nói, các ngươi có thể bước vào luân hồi đường. Cái này, đúng vậy. Đi qua thần thụ địch hồn vong linh. Có thể vãng sinh. Đã như vậy, liền đem cái này thần thụ chém nứt đi, còn thừa lại thanh vân hơi thở, đủ để lọc sạch nơi đây toàn bộ vong linh. Diệp Thần giờ phút này rốt cuộc rõ ràng liền vì sao là không phá không lập.
hắn thành tựu luân hồi chi chủ, có lẽ đạo này khảo nghiệm chính là luân hồi. Quỷ tướng lúc này liền là khuyên can, đại nhân không thể, một khi thần thụ tiêu vẫn, chấn hồn uyên liền lại không chấn hồn oai, về sau ác linh. Diệp thần nhẹ giọng nói, ta là luân hồi chi chủ, có ta ở đây, địa ngục vô ác. Nháy mắt tức thì, màu đỏ tươi lửa mang từ thanh vân thần thụ nguồn gốc giấy lên, hừng hực lửa cháy mạnh ngay tức thì đem chọc trời cây lớn lửa đốt mặc. Vèo, vô số đạo thanh vân hơi thở giật tán ra, ở chân trời, Diệp thần hét lớn một tiếng, người một đạo thanh vân tức, đưa các ngươi vãng sinh. Từ đó sau đó, ta trú nơi đây, địa ngục vô ác. Một cánh cửa từ chân trời mở ra, từng đạo tiếp đón ánh sáng vẩy chiếu xuống, cái này phiến mất đi bóng tối thế giới, hiện ra một luồng quang minh. Vô số oán linh bay lên, vượt qua vậy sáng rỡ rực rỡ luân hồi bên trong. Diệp thần, như vậy nhân quả, nhưng mà có chút quá lớn. Luân hồi mộ địa bên trong, linh nhi nắm một chút thanh vân thần mộc trạc cây, khổ sở nói. Ta vốn là luân hồi chi chủ, đây là ta trách nhiệm, nếu không phải như vậy. Thanh vân thần mộc không thể thực hiện, ngược lại cũng không sao, mọi thứ nhân quả, hết sức thêm ta thân là được. Diệp thần trong mắt phảng phất có tinh thần đổ ánh, khẽ cười nói. Vốn là thanh vân thần thụ đã bị từng bước xâm chiếm liền hầu như không còn, vậy cái gọi là thanh vân hơi thở, hiệu năng ta xem qua, căn bản không có sinh thịt người chết bạch cốt chi dụng. Diệp thần mở miệng giải thích. Cũng không phải là ta đại nghĩa, mà là chỉ có như vậy hoàn toàn đoạn tuyệt thần thụ căn cơ. Vạn linh sống lại manh nha, vạn năm sau thai nghén mới thần mộc, mới có thể chân chánh làm được chấn hồn uyên không phá không lập. Linh nhị im lặng, cái này tựa như đã là tốt nhất cục diện, tàn còn sót lại thanh vân thần mộc căn nguyên, có thể cứu tiêu thấm mệnh lệnh. Lần này chấn hồn uyên chuyến đi, cũng coi là binh không máu nhận, chưa từng có nhiều trắc trở, tiếc nuối duy nhất chính là, ở nơi này mới thần thụ thai nghén trước, diệp thần cần được ở đất này, vĩnh chấn chư ác vạn năm. Nhưng mà ngươi, Linh Nhi nhưng là biết rõ, ai cũng có thể trấn thủ hồn uyên dưới, duy chỉ có hắn Diệp Thần không được. Không sao, trước liền tiêu thấm muốn chặt, hơn nữa, tính. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tựa hồ muốn nói gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Vậy một chi thần mộc căn nguyên cho ta, ta vậy thì đi trước bỏ đời tuyệt cảnh tìm tiêu mục tiền bối. Sắc sắc, ngay tại Diệp Thần hai người rời đi không lâu sau. Trên 9 tầng trời một tiếng sấm đem cả tòa mặt đất nổ ra một cái khoát lớn lỗ hổng. Một cổ bóng tối hơi thở tràn ngập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 390.